Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 102. Đệ tử Trường Sinh Điện bôn ba bên ngoài, từ trước đến nay chưa từng sợ hãi uy hiếp. Vâng. Tám đệ tử Trường Sinh Điện phía sau Mộ Trường Phong cùng lên tiếng trả lời, đứng bên cạnh Mộ Trường Phong, đối diện với đám người Trình Vĩ Khang và Mộc Ngưng Hiên. Lần này đến lượt đám người Trình Vĩ Khang và Mộc Ngưng Hiên trợn tròn mắt. Giết chết tại chỗ. Không chết không ngừng. Đậu má, Mộ Trường Phong, người không hành động theo lẽ thường. Không ai nghi ngờ lời của Mộ Trường Phong, bởi vì tác phong của đệ tử Trường Sinh Điện chính là như vậy, có thể động tay tuyệt đối không lắm mồm, không chết không ngừng, cho dù trả giá bằng mạng sống cũng không tiếc. Bởi vì tác phong này của đệ tử Trường Sinh Điện, bọn họ mới bị tu chân giới. Gọi là kẻ điên, nói đến Trường Sinh Điện, tất cả mọi người đều biết đến một câu, đệ tử Trường Sinh Điện đều là kẻ điên, dám liều mạng, dám chém giết, giữ gìn danh tiếng của tôn trưởng, danh tiếng của Trường Sinh Điện vượt qua tính mạng của bản thân. Trường Sinh Điện coi trọng tôn sư trọng đạo, có tiếng mẫu mực trong chín thánh địa lớn. Lần này Mộ Trường Phong làm đại sư huynh trong số các đệ tử thế hệ này, mang đội ra ngoài rèn luyện, tất cả con cháu của Trường Sinh Điện đều do Mộ Trường Phong cầm đầu, lời của đại sư huynh là trời. Mộc Ngưng Hiên bị Mộ Trường Phong làm lơ, suýt chút nữa tức điên, hận không thể xông lên, nhưng thấy Mộ Trường Phong không có ý muốn đánh với mình, trực tiếp bảo đệ tử Trường Sinh Điện đi lên đứng trước, điều này làm Mộc Ngưng Hiên tức điên, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, bởi vì gã ta biết rõ đám đệ tử Trường Sinh Điện này sẽ thật sự không chết không ngừng, hiện tại còn chưa đến bước đó. Sau khi Mộ Trường Phong ra lệnh, xoay người, đi về phía Dương Bách Xuyên. Không khí ở đây vô cùng quỷ dị. Dưới sự chỉ đạo của Hiên Viên Linh Hề, đệ tử của Hiên Viên Hoàng Triều đứng lên cùng với tám đệ tử của Trường Sinh Điện. U Linh Chi Đô Mạnh Du Nhiên và Khương Thế Long đứng bên phía Dương Bách Xuyên, đứng bên cạnh nhìn, không lên tiếng, coi như thế lực độc lập trong sân. Dương Bách Xuyên thầm than trong lòng, Mộ Trường Phong quá ngầu. Không chỉ đẹp trai, phong cách làm việc và lời nói cũng cực kỳ phong cách, đây mới là nam nhi thực thụ. Một câu đẻ bẹp đám người Trình Vĩ Khang. Từ Mộ Trường Phong, Dương Bách Xuyên có thể nhìn ra được sự kiên cường mạnh mẽ của đệ tử Trường Sinh Điện, chứng tỏ địa vị của Trường Sinh Điện trong số 9 thánh địa lớn rất tốt. Lúc này, trong lòng Dương Bách Xuyên sinh ra sự kính nể với đại sư huynh chưa từng gặp mặt, đệ tử dưới trường kiên cường mạnh mẽ như vậy, vậy đại sư huynh của hắn còn trâu bò đến mức nào? Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên thấy Mộ Trường Phong đi đến. Trên mặt mang theo nụ cười khiêm tốn, ôm quyền nói, đệ tử Trường Sinh Điện, Mộ Trường Phong bái kiến Dương đạo hữu. Dương Bách Xuyên nhìn cách chào hỏi của Mộ Trường Phong, ấn tượng rất tốt về Mộ Trường Phong, cũng ôm quyền đáp lễ, tại hạ là Dương Bách Xuyên, bái kiến Mộ đạo hữu. Hai người chính thức chào hỏi. Mộ Trường Phong đánh giá Dương Bách Xuyên cũng đang đánh giá y. Ở trong lòng Mộ Trường Phong. Từ lúc Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi tiến hành kiểm tra, y đã biết đến bọn họ, sau khi bước vào Thái Hoang, y cũng nhận được mệnh lệnh của Trường Sinh Điện, mượn sức Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi. Nhưng y không ngờ Dương Bách Xuyên lại có thể thi triển ra thần thông truyền thừa của Trường Sinh Điện, chuyện đến chỗ này đã thay đổi, biến thành biết rõ thân phận của Dương Bách Xuyên, chuyện này quan trọng hơn việc mượn sức Dương Bách Xuyên rất nhiều. Hiện tại Mộ Trường Phong muốn biết rõ Dương Bách Xuyên có quan hệ gì với Trường Sinh Điện hay không. Tu vi của Dương Bách Xuyên không cao, chỉ là độ kiếp sơ kỳ, nhưng với tu vi như vậy lại dám đắc tội hai thánh địa lớn là Thánh địa Vạn Linh và Thần Phù Linh Tông, lại còn cướp đoạt pháp khí của Vạn Linh Thánh Mẫu, trong tay cũng có bùa long lân của Thần Phù Linh Tông. Ngay cả Mộ Trường Phong cũng bội phục sự thích này, đổi lại thành y cũng không dám lấy pháp trượng của Vạn Linh Thánh Mẫu, nhưng Dương Bách Xuyên lại dám cướp. Đó chính là pháp khí cấp bậc thánh chủ, không phải đèn cạn dầu. Trong lòng Mộ Trường Phong, thật sự hy vọng Dương Bách Xuyên không có quan hệ gì với Trường Sinh Điện, như vậy y không cần mạo hiểm. Một khi xác định Dương Bách Xuyên và Trường Sinh Điện có quan hệ, Mộ Trường Phong biết rõ cho dù trở thành kẻ địch với 4 thánh địa lớn, y cũng phải bảo vệ Dương Bách Xuyên. Đây là kết quả Mộ Trường Phong không hy vọng nhất. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, Mộ Trường Phong đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn, ngoại trừ phong cách hành sự kiên cường, tu vi của Mộ Trường Phong cũng là độ kiếp đại viên mãn, giống với đám người Mộc Ngưng Hiên.
ở địa vực độ kiếp của Thái Hoang Tinh Hải, độ kiếp đại viên mãn chính là sự tồn tại mạnh nhất. Nếu gặp gỡ Mộ Trường Phong, hoặc nói cách khác nếu người của Trường Sinh Điện có thể tán thành thân phận của hắn, như vậy trong quá trình ở Thiên Yêu Hành Cung, hắn sẽ an toàn. Bởi vì tình hình hiện tại, có vẻ Trình Vĩ Khanh và Thẩm Bạch liên kết với Thiên Kiếm Sơn Mộc Ngưng Hiên và Luyện Sơn Trang Lưu Giật Trần, cộng lại là mấy chục tu sĩ độ kiếp của bốn thánh địa lớn. Dương Bách Xuyên không có tự tin có thể lấy một địch 100. Cho nên hắn rất cần sự trợ giúp từ bên ngoài. Trường Sinh Điện cũng là một lựa chọn, bởi vì đại đồ đệ của sư phụ, người của đại sư huynh của hắn, tổng lại cũng là người một nhà. Lúc trước U Linh Chi Đô Minh Du Nhiên nói có thể giúp hắn, Dương Bách Xuyên sẽ không để một mình Minh Du Nhiên đắc tội với người của bốn thánh địa lớn vì hắn được. Cho dù Minh Du Nhiên thật sự muốn giúp đỡ hắn, không lẽ giúp đỡ miễn phí? Hiển nhiên không phải, Minh Du Nhiên muốn có được thần thông từ trong tay hắn, nhưng chắc chắn Dương Bách Xuyên sẽ không cho nàng ta. Cho nên khi đối mặt với Mộ Trường Phong, Dương Bách Xuyên rất hưng phấn, có một đại sư huynh ở tu chân giới cũng coi như là chuyện tốt, hắn cũng nghe được ý của sư phụ, người muốn hắn nhận thân với người của Trường Sinh Điện. Dù sao sư phụ cũng bị nhốt ở hồ Càn Khôn hơn một vạn năm, tương đương rời đi đồ đệ hơn vạn năm, sao lại không nhớ đồ đệ của mình chứ? Hai người gặp mặt đều có ấn tượng không tồi về đối phương, Mộ Trường Phong cũng không phải người hay do dự, đi thẳng vào vấn đề, hỏi, Dương đạo hữu, tại hạ muốn hỏi một chuyện, xin đạo hữu giải thích thắc mắc. Mộ Trường Phong nói chuyện khách khí làm Dương Bách Xuyên càng có ấn tượng tốt. Dương Bách Xuyên biết chuyện quan trọng nhất đến, hít sâu nói, Mộ đạo hữu, mời nói. Xin hỏi sư môn của Dương đạo hữu. Lúc hỏi chuyện, Mộ Trường Phong nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên, sợ bỏ qua chi tiết nào đó. Y là đại sư huynh trong số các thanh niên đồng lứa của Trường Sinh Điện, hiểu biết về lịch sử của Trường Sinh Điện hơn những đệ tử khác, biết Thánh chủ Vân Trường Sinh từng để lại lời nhắn trong tổ huấn của Trường Sinh Điện, nếu sau này có người sử dụng thần thông truyền thừa của Trường Sinh Chí Tôn, không thể chậm trễ, lập tức thông báo. Rõ ràng đang nói Thánh chủ có truyền thừa sư môn. Hôm nay Dương Bách Xuyên phù hợp điều kiện. Hiện tại y cần hỏi chính xác lai lịch thân phận của Dương Bách Xuyên. Không có sư môn, tán tiên truyền thừa cách thế hệ. Dương Bách Xuyên không nói sai, bởi vì liên quan đến xác nhận thân phận, hắn ăn ngay nói thật, sư phụ không có sư môn, ông ấy là tán tu độc lai độc vãng. Không nói cho Mộ Trường Phong biết hắn là đồ đệ của sư phụ, bởi vì sư phụ từng dặn dò, hơn nữa nếu giải thích hắn cũng không nói rõ được, không thể nói sư phụ dùng trạng thái tàn hồn ở trong hồ Càn Khôn đúng không? Hai mắt của Mộ Trường Phong sáng lên, y biết sư phụ của Thánh chủ cũng là một tán tiên, hỏi tiếp, lúc Trường Phong đi vào đại điện của Thiên Yêu Hành Cung có nhìn thấy Dương Đạo Hữu thi triển thần thông pháp tương cao 30 mét, Trường Phong to gan hỏi Dương Đạo Hữu có thể thi triển lại một lần không? Từ trong ánh mắt của Mộ Trường Phong, Dương Bách Xuyên có thể đoán được gì đó. Gật đầu tỏ vẻ có thể, lập tức pháp tương thần thông xuất hiện, hóa thân thành người khổng lồ cao 30 mét. Còn kết một vấn đạo ấn. Lúc này Mộ Trường Phong cực kỳ chấn động, thần thông pháp tương mà Dương Bách Xuyên thi triển cùng một mạch truyền thừa với thần thông của Trường Sinh Điện, bởi vì chí tôn ấn của Trường Sinh Điện cũng thi triển ra thân cao như vậy, tu vi càng cao, pháp tương cũng càng lớn. Sau khi Dương Bách Xuyên kết ấn, Mộ Trường Phong đã xác định thân phận của Dương Bách Xuyên, chắc chắn quan hệ với Trường Sinh Điện rất sâu. Kết trong tay Dương Bách Xuyên chính là vấn đạo ấn trong thần thông Trường Sinh Chí Tôn, là ấn ký nguyên thủy nhất trong Trường Sinh Chí Tôn ấn. Thần thông Trường Sinh Chí Tôn của Trường Sinh Điện được Thánh Chủ sáng tạo ra từ ba kết ấn nguyên thủy của Trường Sinh Chí Tôn, diễn biến thành 9981 ấn. Nhưng gốc tế vẫn là ba ấn nguyên thủy nhất. Chỉ có đệ tử tinh anh của Trường Sinh Điện mới có thể tu luyện được ba kết ấn nguyên thủy, Mộ Trường Phong nhìn qua đã biết rõ ấn trong tay Dương Bách Xuyên là vấn đạo ấn nguyên thủy nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên biến ảo thành đạo ấn và đại đạo ấn. Lúc này Mộ Trường Phong xác định 100% quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và Trường Sinh Điện, không phải đệ tử trung tâm sẽ không thể bày ra ba kết ấn này. Run rẩy hỏi, xin hỏi Dương, Dương đạo hữu. Dương Bách Xuyên nhìn sắc mặt của Mộ Trường Phong là biết y đã tin chính mình. Sư phụ từng dặn dò hắn hai câu,
ghi chép ở tổ huấn của Trường Sinh Điện là chứng minh mạnh nhất. Ngắt lời của Mộ Trường Phong, xóa bỏ pháp tương, nói thẳng, Trường Sinh tinh thần tử hà thiên tà, con đường cầu đạo sơ tâm không đổi. Ban đầu Dương Bách Xuyên không nghĩ nhiều về những lời này, nhưng lúc này nói ra, đột nhiên hiểu ra. Trường Sinh chính là đại sư huynh Vân Trường, còn tinh thần. Không phải nhị sư huynh tên là tinh thần tử hay sao? Tử Hà. Hiện tại Dương Bách Xuyên chắn chắn đó là tên của tiểu sư tỷ nhà mình. Cuối cùng là Thiên Tà, chính là tên của sư phụ. Cho nên Trường Sinh tinh thần tử Hà Thiên Tà chính là tên của sư phụ và ba đồ đệ của ông ấy. Câu cuối cùng, con đường cầu đạo sơ tâm không đổi, chính là bằng chứng tình cảm của bốn thầy trò. Đừng nhìn bình thường sư phụ đều ra vẻ kiêu ngạo, nhưng lại rất nặng tình nghĩa, Trường Sinh tinh thần tử Hà Thiên Tà, con đường cầu đạo sơ tâm không đổi, có lẽ sư phụ từng nói qua với sư huynh sư tỷ trong tình huống hoặc chỗ nào đó, hy vọng bọn họ có thể kính yêu lẫn nhau. Lúc này nói câu này cho Mộ Trường Phong, không biết y có nghe hiểu hay không? Mộ Trường Phong nghe không hiểu, nhưng lại rất quen thuộc với những lời này, bởi vì những lời này là câu nói được khắc vào đại điện Trường Sinh. Thậm chí những lời này còn khắc vào trong lòng mỗi đệ tử Trường Sinh Điện. Hàng năm vào dịp tế tổ ở đại điện, Thánh chủ Vân Trường Sinh đều sẽ làm mỗi đệ tử nhớ kỹ một câu này. Người phải nhớ kỹ. Tương lai nếu có người nói, Trường Sinh tinh thần tử Hà Thiên Tà, con đường cầu đạo sơ tâm không đổi, nhất định phải hành lễ sư tổ. Cho nên Mộ Trường Phong mới quen thuộc mấy câu đó, mặc dù không biết ý nghĩa của nó là gì, nhưng y biết đây là lời dặn hàng năm của Thánh Chủ. Hành lễ sư tổ, nghĩa là nếu tương lai có người có thể nói ra câu này, vậy chắc chắn là đồng môn của Thánh Chủ, mặc dù chưa từng nghe qua Thánh Chủ nhắc đến đồng môn của hắn, nhưng không có nghĩa là không có. Mộ Trường Phong run lên, nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, sau đó hít sâu, quỳ hai gối xuống đất, lớn tiếng nói, Trường Sinh thần điện, đệ tử đời thứ ba đệ tử dưới trướng của đại trưởng lão điện trưởng lão, Mộ Trường Phong bái kiến sư tổ. Mộ Trường Phong trịnh trọng hành đại lễ với Dương Bách Xuyên. Lần này Dương Bách Xuyên thấy hơi rần rợn, dù sao thì Mộ Trường Phong cũng là độ kiếp kỳ đại viên mãn, vì vậy hắn vội vàng nâng y đứng dậy. Người khác nể mặt rồi. Hắn cũng không thể không hiểu chuyện. Ngay sau đó Mộ Trường Phong nhìn thoáng qua tám đệ tử Trường Sinh Điện ở sau lưng mình. Tám đệ tử này lập tức phản ứng lại, đồng thanh nói, bái kiến sư tổ. Được rồi, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đặc biệt là đám người Trình Vĩ Khang, vốn dĩ bọn họ cho rằng Dương Bách Xuyên chỉ là một đệ tử ký danh do vị cao thủ nào đó của Trường Sinh Điện đã thu nhận ở bên ngoài, nào có biết hắn lại là sư tổ đâu chứ. Thế thì khó rồi đây. Một đệ tử bình thường sao có thể ngang hàng với một vị sư tổ chứ? Dù rằng bọn họ không biết Dương Bách Xuyên đã trở thành sư tổ của Trường Sinh Điện bằng cách nào, sao lại có được bối phận cao đến đáng sợ như vậy, nhưng mà hiện tại chuyện này đã trở thành một vấn đề rất khó khăn. Nếu Dương Bách Xuyên là một tên đệ tử bình thường của Trường Sinh Điện, có thể giết dễ dàng, nhưng hiện giờ hắn lại bay lên cấp bậc sư tổ, vậy thì phiền rồi đây. Trình Vĩ Khang biết nếu bọn họ giết một người có cấp bậc sư tổ của Trường Sinh Điện, đến lúc đó có lẽ toàn bộ Trường Sinh Điện sẽ nổ tung, khéo có khi ngay cả Thánh chủ Vân Trường Sinh cũng sẽ ra mặt. Nhưng nếu không giết Dương Bách Xuyên, sao hắn ta có thể cam tâm cho nổi? Hơn nữa, trong tay Dương Bách Xuyên còn có pháp trượng vạn linh của mẫu thân hắn ta vạn linh thánh mẫu, hắn ta nhất định phải lấy lại nó. Không thì hắn ta sẽ không biết phải nói lại như thế nào. Trình Vĩ Khang rối rắm, Thẩm Bạch cũng bắt đầu buồn bực, trong nháy mắt Dương Bách Xuyên đã biến thành sư tổ của Trường Sinh Điện. Bọn họ dám giết đệ tử của bình thường Trường Sinh Điện, nhưng làm sao dám giết sư tổ của Trường Sinh Điện chứ? Dù cho Dương Bách Xuyên trông không giống một vị sư tổ cho lắm, nhưng chung quy lại cũng là sư tổ, đối với mỗi một thánh địa có truyền thừa lâu đời mà nói, đều coi trọng tôn sư trọng đạo nhất, huống chi Trường Sinh Điện còn là quy chuẩn cho các thánh địa ở nơi đây. Dám giết Dương Bách Xuyên không? Quả thật không dám giết. Mộc Ngưng Hiên của núi Thiên Kiếm, Lưu Giật Trần của Sơn Trang Bách Luyện đều xa sầm mặt mày, trước đó bọn họ ủng hộ Trình Vĩ Khang và Thẩm Bạch, là bởi vì ở trong mắt bọn họ Dương Bách Xuyên chỉ là một thằng nhãi quê mùa vô danh tiểu tốt, không thân phận không địa vị. Giờ thì khác rồi, nhoáng cái đã trở thành sư tổ của Trường Sinh Điện,
dám đụng tới Dương Bách Xuyên không? Ở trong lòng Mộc Ngưng Hiên, dám, nhưng không dám ra tay công khai. Lưu Dật Trần và Mộc Ngưng Hiên liếc mắt nhìn nhau một cái, nhìn thấy trong đối phương đều có cùng suy nghĩ với mình, bọn họ không thể cũng buồn bực, trước đó đã ủng hộ Trình Vĩ Khang và Thẩm Bạch rồi, hiện tại càng phải ủng hộ hết mình, nếu bây giờ bọn họ mềm yếu, bọn họ sẽ bị người khác cười nhạo. Ngay cả Minh Du Nhiên của U Linh Chi Đô và Đao Chủng Khương Thế Long cũng trợn trừng hai mắt, không một ai ngờ rằng Dương Bách Xuyên lại là sư tổ của Trường Sinh Điện. Mọi người trong sân đều có suy nghĩ riêng trong lòng, cả đám nhìn về phía Dương Bách Xuyên và Mộ Trường Phong bằng ánh mắt phức tạp. Mà lúc này Dương Bách Xuyên lại có tâm trạng rất tốt, hắn không ngờ mình với các đệ tử của Trường Sinh Điện nhận lại nhau suôn sẻ như vậy, câu nói giống như ám hiệu của lão đầu tử lại khiến hắn trở thành sư tổ luôn được. Sau khi cho các đệ tử của Trường Sinh Điện đứng dậy, Dương Bách Xuyên giới thiệu Lục Yên Chi cho Mộ Trường Phong. Đối với Mộ Trường Phong mà nói, thật ra y cũng không rõ Dương Bách Xuyên là sư tổ gì, chỉ là theo danh nghĩa của thánh chủ hành cái lễ sư tổ với Dương Bách Xuyên. Nhưng thánh chủ của Trường Sinh Điện Vân Trường Sinh chính là một nhân vật tựa như thần minh ở trong lòng mỗi một đệ tử của Trường Sinh Điện, lời nói của thánh chủ không bao giờ là sai, các đệ tử của Trường Sinh Điện chỉ cần vâng theo là được. Mà đối với thân phận của Dương Bách Xuyên, ngay từ đầu Mộ Trường Phong còn tưởng hắn là đệ tử do một vị sư thúc sư bá nào đó của Trường Sinh Điện đã thu nhận ở bên ngoài, hoặc là một vị cao thủ nào đó của Trường Sinh Điện độ kiếp thất bại, để lại truyền thừa đã bị Dương Bách Xuyên lấy được. Nhưng khi Dương Bách Xuyên nói ra hai câu tổ huấn của Điện Thánh Chủ, Mộ Trường Phong biết ngay tình huống của Dương Bách Xuyên không thuộc vào hai trường hợp mà y đã đoán. Rốt cuộc thân phận này là sao thì có lẽ chỉ có Thánh Chủ và Dương Bách Xuyên mới biết được. Cũng không biết Dương Bách Xuyên đã có được kiểu sư thừa nào nhỉ? Kế thừa từ sư phụ. Mộ Trường Phong cực kỳ thắc mắc, rất muốn hỏi Dương Bách Xuyên nhưng lại cảm thấy không quá thích hợp, muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Nhưng Dương Bách Xuyên lại nhìn ra được tâm tư của Mộ Trường Phong, sau khi suy nghĩ thì hắn vẫn quyết định nói một câu với Mộ Trường Phong, tránh cho sau này lại xảy ra hiểu lầm gì đó. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên truyền âm nói cho Mộ Trường Phong, Trường Phong, đạo hữu, nếu như không nhầm thì thánh chủ của Trường Sinh Điện nhà các ngươi Vân Trường Sinh chính là đại sư huynh của ta. Tuy ta may mắn vô tình có được truyền thừa của sư phụ bước vào tu chân, nhưng thần hồn mà sư phụ để lại đã nói cho ta biết, ta có một vị đại sư huynh chính là thánh chủ của Trường Sinh Điện Vân Trường Sinh tại tu chân giới, lại là không biết hắn hiện tại còn có phải hay không Trường Sinh Điện thánh chủ. Dương Bách Xuyên không dám nói và cũng không thể nói gì về việc thần hồn của lão đầu tử đang ở bên trong bình càn khôn, chỉ có thể bịa ra một lời nói dối như vậy, cũng coi như là đã giải thích được chuyện này. Nhưng đoạn lời nói này rơi vào tai Mộ Trường Phong lại như sét đánh giữa màn đêm. Sư đệ của Thánh Chủ. Chuyện này, chấn động quá rồi. Mộ Trường Phong đã nghĩ tới các loại khả năng phỏng đoán thân phận của Dương Bách Xuyên. Nhưng y chưa bao giờ nghĩ tới Dương Bách Xuyên sẽ là sư đệ của Thánh Chủ Vân Trường Sinh nhà mình, hơn nữa còn là sư đệ cùng chung một sư phụ. Dù cho Dương Bách Xuyên nói rằng mình trở thành sư đệ là vì đã vô tình có được truyền thừa của sư phụ Thánh Chủ Vân Trường Sinh, cũng chính là tổ sư gia của bọn họ, nhưng đó cũng là truyền thừa hàng thật giá thật. Nếu những gì Dương Bách Xuyên nói là thật, vậy thì thân phận của Dương Bách Xuyên sẽ là sư tổ danh xứng với thực, hàng thật giá thật. Mà đối với những chuyện này, sẽ chẳng có ai lại đi đùa giỡn hay là nói dối cả, bởi vì không có lý do gì để bịa đặt hết. Điều đó có nghĩa Dương Bách Xuyên thật sự là sư đệ của Thánh Chủ. Đương nhiên cuối cùng vẫn cần phải có Thánh Chủ Vân Trường Sinh xác nhận, nhưng Mộ Trường Phong lại thay đổi sắc mặt, rất muốn hành lễ thêm một lần nữa. Lại bị Dương Bách Xuyên ngăn cản trước một bước, truyền âm nói, ngươi tạm thời đừng công khai thân phận của ta. Cứ đợi sau khi rời khỏi Thái Hoang rồi hãng nói tiếp. Mộ Trường Phong hít sâu một hơi truyền âm trả lời, Trường Phong mạo phạm rồi, xin nghe theo mệnh lệnh của sư tổ. Sư tổ yên tâm, Trường Phong có chừng mực, hơn nữa đến giờ Thánh Chủ vẫn đang ở Trường Sinh Điện, Thánh Chủ mà biết mình vừa có thêm một sư đệ cũng sẽ cảm thấy rất vui. Cũng xin sư tổ cứ gọi tên của Trường Phong là được, đừng gọi đạo hữu, quả thật tổn thọ Trường Phong. Dương Bách Xuyên vừa mới quen Mộ Trường Phong, cũng ngại tự coi mình là sư tổ của người ta, cho nên đành phải gọi một tiếng đạo hữu. Nhưng sau khi Dương Bách Xuyên nói ra quan hệ sư thừa,
Mộ Trường Phong cũng không dám để Dương Bách Xuyên xưng hô cùng thế hệ, y quả thật không nhận nổi một tiếng đạo hữu của sư đệ thánh chủ Vân Trường Sinh đâu. Ngay khi hai người đang truyền âm nói chuyện, Trình Vĩ Khang lại mở miệng. Mộ Trường Phong, nói cho hết lời đi chứ, nói xong thì tránh ra đi, ta muốn tìm Dương Bách Xuyên để giải quyết ân oán cá nhân. Cuối cùng Trình Vĩ Khang hạ quyết tâm, vẫn sẽ đi tiếp con đường này, bởi vì hắn ta đã suy nghĩ rất rõ ràng, dù Dương Bách Xuyên là sư tổ chó má của Trường Sinh Điện thì có sao đâu. Sao có thể so sánh được với mẫu thân của mình chứ? Mẫu thân của Trình Vĩ Khang hắn ta chính là chủ nhân của Thánh Địa Vạn Linh, còn thứ mà Dương Bách Xuyên đã cướp đi từ trong tay hắn ta chính là pháp khí của Vạn Linh Thánh Mẫu, cần phải lấy lại bằng được. Mộ Trường Phong nghe vậy thì quay người lại, nhìn chằm chằm Trình Vĩ Khang nói, Trình Vĩ Khang ngươi nghe cho rõ đây, từ giờ trở đi, Dương Bách Xuyên chính là sư tổ của Trường Sinh Điện ta, ngươi dám đụng tới hắn, ta sẽ giết chết ngươi. Láo xược, Mộ Trường Phong ngươi là cái thá gì chứ? Mẫu thân ta chính là Vạn Linh Thánh Mẫu, chủ nhân của Thánh Địa. Dương Bách Xuyên đã lấy mất pháp trượng Vạn Linh của Vạn Linh Thánh Mẫu hay cũng chính là mẫu thân ta, ngươi cho rằng ta có thể để yên cho hắn ta lấy được à? Hôm nay đừng nói là Mộ Trường Phong ngươi, dù có là Thánh Chủ Vân Trường Sinh nhà các ngươi ở đây, ta nhất định phải lấy lại pháp trượng Vạn Linh của mẫu thân ta. Pháp trượng Vạn Linh là vật biểu tượng của Thánh Địa Vạn Linh, nếu ngươi muốn chết, vậy cứ thử xem. Trình Vĩ Khang giận tím mặt. Mộ Trường Phong nheo mắt lại, không nói thêm một câu mà toàn thân bắt đầu tỏa ra hơi thở mãnh liệt, lập lòe phù văn màu vàng, y nhìn chằm chằm Trình Vĩ Khang, hành động của y đã trả lời Trình Vĩ Khang. Muốn động vào sư tổ nhà ta, người cứ hạ gục được Mộ Trường Phong ta trước rồi hãng nói. Giọng điệu Mộ Trường Phong nhàn nhạt nhưng lại không hề dao động chút nào. Nói rõ mình sẽ bảo vệ Dương Bách Xuyên. Một màn này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy vô cùng cảm động. Hắn tiến lên một bước, nhếch miệng cười với Trình Vĩ Khang, nói, thứ nhất, dù không có đệ tử của Trường Sinh Điện ở đây, hôm nay ta cũng sẽ không trả lại pháp trượng Vạn Linh, bởi vì đó là chiến lợi phẩm của ta. Thứ hai, bớt con mẹ nó lôi thánh địa kia ra để gây áp lực cho ta đi, sau lúc Trình Vĩ Khang ngươi sử dụng pháp trượng Vạn Linh để giết ta lại không nhớ pháp trượng Vạn Linh là pháp khí của Vạn Linh Thánh Mẫu cũng chính là mẫu thân ngươi hả? Muốn cướp lại từ trong tay ta? Ha ha! Người cứ mơ đi. Giờ phút này Dương Bách Xuyên không hề sợ hãi, thật ra hắn cũng đang cậy thế Trường Sinh Điện, nhưng cậy thế cũng là một loại sức mạnh còn gì. Nếu đánh đơn một trận, Trình Vĩ Khang không phải là đối thủ của hắn, hiện giờ tu vi của hắn đã đạt tới độ kiếp kỳ rồi, hắn cũng chẳng sợ đám đệ tử của Thánh Địa đó. Khẩu khí thật lớn, chỉ là một tu sĩ độ kiếp sơ kỳ nhỏ nhoi mà thôi, hiện giờ còn không phải chó cậy thế chủ à. Có bản lĩnh thì lên đây. Để Mộc Ngưng Hiên ta thử xem thực lực của ngươi tới đâu. Lúc này Mộc Ngưng Hiên của núi Thiên Kiếm lại mở miệng nói. Dương Bách Xuyên nheo mắt lại nhìn về phía Mộc Ngưng Hiên, đây không phải là lần đầu tiên tiểu tử này mở miệng chèn ép hắn, xem ra là lúc lĩnh giáo thực lực của đám đệ tử thuộc cái nơi được gọi là Thánh Địa này. Nhưng mà đối với sự cuồng ngạo của Mộc Ngưng Hiên, Dương Bách Xuyên cực kỳ khó chịu, vậy mà lại dám mở miệng mắng hắn ư. Lần này người nào đó họ Dương cười lạnh, ngay sau đó nói, ngươi lại là con chó điên của bên đó à? Dây xích lỏng rồi hửm, sao không có lấy một người trông coi thế hả, để nó xông lên cắn người bừa bãi? Khốn kiếp, tìm chết, Mộc Ngưng Hiên giận dữ, trên người chợt lóe lên tia sáng lạnh, ngay sau đó đỉnh đầu lại hiện lên một thanh phi tiên, ầm ầm đùng đùng. Kiếm khí cường đại mạnh mẽ lan rộng khắp nơi. Một cuộc đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng mà ngay lúc này, một giọng nói cực kỳ dễ nghe lại vang vọng toàn trường. Dừng tay lại đi, các vị sư đệ, mọi người đang định làm gì vậy, có chuyện gì sao không thể bình tĩnh nói chuyện mà cứ nhất định phải động tay động chân mới chịu. Khi tiếng nói vừa dứt, có 9 người đi ra từ xào huyệt thiên ưng, hơn nữa nữ tử mặc một bộ y phục thuần trắng vừa mở miệng nói chuyện chính là người dẫn đầu. Trông giống như chỉ mới khoảng 20 tuổi. Mấy nữ tử này vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Dương Bách Xuyên cũng không ngoại lệ, ánh mắt của hắn cũng bị mấy nữ tử này hấp dẫn, đặc biệt là nữ tử dẫn đầu, nàng ta tạo cho hắn cảm giác giống như vừa bước ra từ trong tranh vậy. Không phải là bảo dung mạo của nàng ta xinh đẹp tới cỡ nào, mà là có cảm giác không dính khói lửa phàm tục, rất mờ ảo.
Cũng chính sự xuất hiện của nữ tử này đã khiến không khí căng thẳng của cuộc đại chiến trên sân biến mất. Ngay sau đó tất cả mọi người đều xin lỗi nữ tử dẫn đầu, nói, bái kiến Mai Hoa tiên tử. Dương Bách Xuyên sửng sốt nói thầm, là tiên tử thật luôn hả? Dường như Mộ Trường Phong cũng đoán được Dương Bách Xuyên không biết mấy nữ tử này là ai, y giải thích cho Dương Bách Xuyên, sư thúc, các nàng là người của cung thông tiên, nữ tử dẫn đầu tiên là Mai Hoa, người đời gọi là Mai Hoa tiên tử, là một đệ tử xuất sắc của cung thông tiên. Cung thông tiên là thánh địa đứng đầu 9 đại thánh địa trên danh nghĩa, cũng là thánh địa có thế lực và thực lực mạnh nhất. Vốn dĩ tưởng rằng lần này các nàng sẽ không tới, không ngờ bọn họ vẫn tới đây, à đúng rồi, cung thông tiên chỉ có nữ tử, không có tu sĩ nào là nam cả. Mạnh đến mức nào? Dương Bách Xuyên hỏi. Mộ Trường Phong trầm ngâm một chút, nói thật ra ta cũng không biết cụ thể ra sao, chỉ là nghe đồn cung thông tiên có thể liên hệ với tiên giới, có thể mời tiên nhân hạ giới. Đương nhiên trên thực tế thì thánh chủ của 9 đại thánh địa đều có thể liên lạc với tiên giới, nhưng chưa có ai từng nhìn thấy cả. Việc cung thông tiên có thể mời tiên nhân hạ giới được hay không chỉ là chuyện thứ yếu thôi, điểm quan trọng là người có cảnh giới tam chuyển địa tiên ở cung thông tiên nhiều gấp đôi các thánh địa khác, chuyện này mọi người đều biết. Hơn nữa cung thông tiên có lịch sử truyền thừa lâu đời, quả thật không thể khinh thường, phạm vi truyền thừa của các thánh địa khác đều sẽ thay đổi hoặc bị thay thế, nhưng chỉ có cung thông tiên là nghe nói từ lúc tu chân giới vừa mới xuất hiện tới nay là chưa bao giờ bị đứt đoạn truyền thừa, chỉ bằng chuyện này cũng đủ để chứng minh cung thông tiên là thánh địa đứng đầu rồi. Cho nên 8 đại thánh địa khác đều kính trọng cung thông tiên, tu chân giới có hoạt động trọng đại nào, ví dụ như cuộc thám hiểm hành cung thiên yêu lần này chẳng hạn, cũng thường là người của cung thông tiên dẫn đầu, người của 8 đại thánh địa cũng chịu phục, có người của cung thông tiên ở đây, cả đoàn sẽ không bị rối loạn. Sư thúc cứ yên tâm, hiện tại nếu cung thông tiên đã tới, đám người Trình Vĩ Khang sẽ không dám ra tay nữa đâu, nếu dám ra tay thì Mai Hoa tiên tử của cung thông tiên sẽ xử lý bọn họ, người của cung thông tiên không quan tâm hắn ta có phải là nhi tử của thánh chủ thánh địa hay không, mà dù bọn họ có là thánh tử thánh nữ thì cũng sẽ giết không tha. Nói như vậy, thực lực của vị Mai Hoa tiên tử này cũng không kém nhỉ. Dương Bách Xuyên hỏi, Mai Hoa tiên tử trong mắt hắn và 8 đệ tử mà nàng ta dẫn theo đều là tu vi độ kiếp đại viên mãn, nhưng hiện tại rất nhiều người ở đây đều là tu vi độ kiếp đại viên mãn, nếu xét riêng tu vi thì cũng không nhìn ra được điểm nào cường đại cả, cho nên Dương Bách Xuyên cảm thấy hơi khó hiểu. Nếu là người đứng đầu 9 đại thánh địa, trước tiên cần phải có tu vi cao cường hơn hẳn người thường mới đúng chứ? Nếu cảnh giới tu vi giống như những người khác, vậy sẽ chẳng có ưu thế gì hết. Mộ Trường Phong kiên nhẫn giải thích cho Dương Bách Xuyên, đối với người của cung thông tiên, các nàng không mạnh về tu vi mà là pháp thuật thần thông ùn ùn không dứt, đây mới là điểm cường đại của cung thông tiên, nghe đồn pháp thuật thần thông của cung thông tiên đều là từ tiên giới truyền xuống. Mà cũng có khi là thế thật, ta từng tận mắt chứng kiến cảnh Mai Hoa tiên tử thi triển hơn chục loại pháp thuật thần thông để chiến đấu với yêu thú. Yêu thú cường đại còn chưa tới gần nàng ta quá 10 mét, đã bị Mai Hoa tiên tử tiêu diệt sạch rồi, quả thật là thủ đoạn hô mưa gọi gió, thực sự không đơn giản. Nghe thấy Mộ Trường Phong cảm thán, Dương Bách Xuyên cũng không khỏi tò mò về Mai Hoa tiên tử của cung thông tiên. Hắn cũng muốn xem thử pháp thuật thần thông như thế nào mà lại có thể khiến một người cứng cỏi như Mộ Trường Phong cũng phải tán thưởng không ngớt lời như vậy. Lúc này chỉ thấy Mai Hoa tiên tử chào hỏi mọi người. Cũng đã nắm qua được tình hình ở trong sân, thản nhiên mở miệng nói, N oán cá nhân của các ngươi, có thể giải quyết sau khi kết thúc chuyến đi tới hành cung thiên yêu, nhưng mà hiện tại, hành cung thiên yêu đã được mở ra, đừng quên chúng ta không còn lại quá nhiều thời gian, chỉ có 1 năm ngắn ngủn mà thôi, 1 năm sau thất tinh sẽ lại trở về vị trí của mình, lúc đó đừng mơ có thể ra ngoài. Vì vậy ta hy vọng mọi người hãy hợp lực vượt qua hành cung thất tinh thiên yêu là chính. Kể từ khi hành cung thiên yêu mở ra trong Thái Hoang vào hơn 5.000 năm trước tới nay, cứ cách 1.000 năm là 9 đại thánh địa chúng ta lại thám hiểm một lần, nhưng 5 lần sấm quan, cũng chỉ mới vượt qua được 6 đại hành cung. Trong 5 lần đó làm gì có thánh địa nào lại không có đệ tử đồng môn ngã xuống trong hành cung thiên yêu chứ? Người đã ngã xuống có người cùng thế hệ với chúng ta, cũng có tiền bối của chúng ta, vì vậy không thể để cho bọn họ hy sinh vô ích được. Lúc này mọi người nhất định phải đồng lòng hợp lực, xông qua 7 đại hành cung chỉ trong một lần, nếu có thể tìm được bảo tàng của chủ nhân thiên yêu, đương nhiên sẽ giúp tu vi của mọi người tiến bộ vượt bậc,
tu chân cả đời, không phải chỉ là vì để thấy được tiên đạo thôi sao? Mà nay mỗi một lần mạo hiểm đều là một lần thực lực tu vi tăng lên, đều là cơ hội để đến gần với tiên đạo, cho nên mọi người tạm thời gác lại ân oán cá nhân đi, hợp lực vượt qua hành cung thất tinh thiên yêu mới là mục đích của chúng ta. Giọng nói của Mai Hoa tiên tử lạnh nhạt nhưng lại chân thật đáng tin. Cực kỳ cường thế. Ngay sau đó nàng ta nhìn về phía mấy người Trình Vĩ Khang và Thẩm Bạch, nói ý của các ngươi thế nào. Lúc hỏi chuyện, hai mắt của nàng ta quét qua Trình Vĩ Khang, Thẩm Bạch, Mộc Ngưng Hiên và Lưu Dật Trần. Cứ như nếu bọn họ dám nói một chữ, không, thì nàng ta sẽ ra tay giải quyết luôn vậy. Điều này khiến cho Dương Bách Xuyên phải âm thầm líu lưỡi, nói thầm trong lòng, quả đúng là phong cách, nương tử đanh thép mà. Bọn ta, đồng ý với Mai Hoa tiên tử, Trình Vĩ Khang do dự một chút, cuối cùng vẫn nói lời đồng ý. Hắn ta không dám nói không, hơn nữa Trình Vĩ Khang không có sức chống cự khi đứng ở trước mặt Mai Hoa tiên tử. Thậm chí ngay cả Mộc Ngưng Hiên còn cực kỳ kiêu ngạo ban nãy, lúc này cũng nở một nụ cười nịnh nọt ton hót, hiên ngang lẫm liệt nói, những lời Mai Hoa tiên tử nói rất đúng, giờ vượt qua hành cung thất tinh thiên yêu mới là chính sự. Chúng ta không thể để mấy lần thám hiểm trước đó trở nên uổng phí, càng không thể để các tiền bối và các đồng môn đã ngã xuống hy sinh vô ích, nhất định phải vượt qua bảy hành cung, tìm được bảo tàng của chủ nhân thiên yêu. Dương Bách Xuyên nghe Mộc Ngưng Hiên nói chuyện, đúng là được mở mang tầm mắt, hắn biết da mặt của mình cũng khá là dày, nhưng so với Mộc Ngưng Hiên thì vẫn kém xa. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng đã nhìn thấy rõ được, hầu hết ánh mắt của các nam tu sĩ ở đây khi nhìn Mai Hoa tiên tử đều là lửa nóng. Có lẽ đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Mộc Ngưng Hiên thay đổi sắc mặt. Các ngươi thì sao, Mộ đạo hữu? Lúc này Mai Hoa tiên tử xoay người hỏi Mộ Trường Phong, đôi mắt cũng rơi lên người Dương Bách Xuyên, vừa nói chuyện đồng thời cũng vừa ra hiệu cho Dương Bách Xuyên. Mọi chuyện đều nghe theo ý của Mai Hoa tiên tử, như vậy rất tốt. Mộ Trường Phong nói. Trong lòng Dương Bách Xuyên cảm thấy hơi kỳ lạ. Hắn cứ có cảm giác là tuy rằng Mai Hoa tiên tử nói chuyện vẫn rất lạnh lùng, nhưng hắn lại cảm thấy thái độ của nàng ta đối với người của Trường Sinh Điện khá hơn mấy nhà khác nhiều. Nếu mọi người đều đồng ý rồi, vậy không còn gì tốt hơn. Chuyện này không nên chậm trễ thêm nữa, chúng ta mau leo lên tế đàn thiên ưng. Mai Hoa tiên tử nói. Nhưng mà ngay lúc này, Mộc Ngưng Hiên lại mở miệng nói, xin Mai Hoa tiên tử hãy đợi một chút, ta có chuyện muốn nói. Mai Hoa tiên tử nhăn mày lại hỏi, chuyện gì? Mộc Ngưng Hiên đảo mắt nhìn về phía Dương Bách Xuyên, nói, thằng nhãi này không thể đi cùng với chúng ta được. Bà mẹ nó, tên chết dẫm nhà ngươi định được đà lấn tới à? Dương Bách Xuyên đã nhịn Mộc Ngưng Hiên 5 lần 7 lượt rồi, nhưng lúc này hắn không nhịn nổi nữa, mắng to một tiếng, cầm đà tiên thạch trong tay, gọn gàng nhanh nhẹn ném thẳng về phía Mộc Ngưng Hiên. Cộp! A! À. Mộc Ngưng Hiên còn chưa nói xong, chính hắn ta cũng không ngờ Dương Bách Xuyên lại ra tay ở ngay trước mặt Mai Hoa như vậy. Hắn ta hoàn toàn không có đề phòng, hơn nữa muốn tránh cũng không kịp tránh, bởi vì đà tiên thạch không phải một cục đá bình thường lại còn được Dương Bách Xuyên ném rất chuẩn nữa. Hắn ta chỉ hơi lơ đễnh đã bị đà tiên thạch đập thẳng vào đầu, tức khắc hét thảm một tiếng, ngay sau đó lập tức vỡ đầu chảy máu. Gần như tất cả mọi người có mặt đều không ngờ Dương Bách Xuyên lại đột nhiên gây khó dễ cho Mộc Ngưng Hiên. Không ai dám ra tay lúc Mai Hoa tiên tử nghiêm minh không cho phép dùng vũ lực. Dương Bách Xuyên lại ra tay. Trực tiếp đập một cục gạch lên đầu Mộc Ngưng Hiên. Lúc này Mộc Ngưng Hiên đã tức điên. Ngươi, khinh người quá đáng, Mộc Ngưng Hiên tức tới mức mắng người cũng khó khăn. Một tay ôm đầu, một tay chỉ Dương Bách Xuyên, cả người đều run rẩy. Gã ta đã bị chọc tức. Không kịp đề phòng mà bị cục gạch quỷ dị của Dương Bách Xuyên đập tới làm đầu óc choáng váng. Ước gì bây giờ có thể băm nát Dương Bách Xuyên thành trăm mảnh. Nhưng nhìn Mai Hoa tiên tử ở bên cạnh, Mộc Ngưng Hiên nhìn xuống, hít thở sâu, có chủ kiến nói, Mai Hoa tiên tử, tiểu tử này là người ngoài, cửu đại thánh địa chúng ta đến thiên yêu hành cung đều là phải trả giá bằng máu và sự hy sinh của mấy đời trưởng bối các thế hệ đồng môn, bây giờ càng phải liên hợp tiến vào mới có thể vượt qua từng ải một. Nhưng ta phản đối một người ngoài như Dương Bách Xuyên ngồi mắt ăn bát vàng cùng chúng ta. Hơn nữa hắn ngang nhiên ra tay với ta, hoàn toàn không để tiên tử ở trong mắt, đây là sự coi thường đối với Thông Tiên Cung.
Mộc Ngưng Hiên ta tôn trọng tiên tử nên không ra tay, nhưng Dương Bách Xuyên hắn lại dùng vũ lực với ta, bây giờ đề nghị tiên tử cho ta một cơ hội dạy dỗ tiểu tử này. Lời này của Mộc Ngưng Hiên mang theo mũi nhọn, trực tiếp kéo Mai Hoa tiên tử lên, chính là muốn để phòng Mộ Trường Phong nói chuyện, Mai Hoa tiên tử vừa xuất hiện đã nói không thể dùng vũ lực rồi. Bây giờ Dương Bách Xuyên ra tay, chính là không để Mai Hoa tiên tử ở trong mắt, như vậy cho dù Mộ Trường Phong muốn cầu tình cũng không còn gì để nói. Điều Mộc Ngưng Hiên muốn là chiếm lý lẽ, danh chính ngôn thuận ra tay với Dương Bách Xuyên. Gã ta nuốt không trôi cục tức này. Mộc Ngưng Hiên vừa dứt lời, sắc mặt Mộ Trường Phong chợt thay đổi, y biết vai vế của sư tổ này của hắn cao, nhưng tu vi cũng chỉ là độ kiếp sơ kỳ thôi, còn Mộc Ngưng Hiên lại không giống. Chỉ riêng về tu vi, Mộc Ngưng Hiên cũng là độ kiếp đại viên mãn, hơn nữa được xưng là tiểu kiếm tiên của núi Thiên Kiếm, môn phái này chủ tu kiếm đạo, vốn chính là chiến kỹ công kích mạnh mẽ. Trăm năm trước, Mộ Trường Phong và Mộc Ngưng Hiên từng đấu một trận, mặc dù trận đấu kia là Mộ Trường Phong thắng, nhưng cũng chỉ là chiến thắng xít sao. Mộ Trường Phong hiểu rõ nhất sức chiến đấu của Mộc Ngưng Hiên, y biết nếu như Dương Bách Xuyên đối đầu với Mộc Ngưng Hiên thì chắc chắn sẽ thua. Mà bây giờ Mộc Ngưng Hiên trực tiếp lấy Mai Hoa tiên tử ra, Mộ Trường Phong biết chính là để chặn miệng y. Vừa nãy Mai Hoa tiên tử từng nói không thể dùng vũ lực, ngay sau đó Dương Bách Xuyên đã đập vỡ đầu của Mộc Ngưng Hiên, điều này khiến Mộ Trường Phong thật sự cảm thấy đau đầu, thầm lẩm bẩm sư tổ Dương Bách Xuyên này không bớt lo. Nhưng mà lời của Mộc Ngưng Hiên chiếm lý, lúc này Mộ Trường Phong thật sự không tiện lên tiếng, nếu y lên tiếng, thì tức là cũng không để Mai Hoa tiên tử ở trong mắt. Phải biết rằng Mai Hoa tiên tử đại diện cho Thông Tiên Cung, mà Thông Tiên Cung lại là đứng đầu cửu đại thánh địa, trên danh nghĩa bát đại thánh địa còn lại đều tôn trọng Thông Tiên Cung. Lần này đúng là không dễ xử lý rồi. Mộ Trường Phong biết đầu Mộc Ngưng Hiên bị đánh vỡ, nhẫn nhịn không ra tay, chính là để kéo Mai Hoa tiên tử ra đè người, cuối cùng tìm một lý do danh chính ngôn thuận ra tay với Dương Bách Xuyên. Nếu như vậy Mai Hoa tiên tử chắc chắn sẽ không để y giúp Dương Bách Xuyên. Kết quả chỉ có thể là sư tổ Dương Bách Xuyên này bị Mộc Ngưng Hiên chém giết. Nghĩ đến đây, trong lòng Mộ Trường Phong sốt ruột rồi. Y không thể nào để sư tổ Dương Bách Xuyên xảy ra chuyện, bởi vì Dương Bách Xuyên là sư đệ của Thánh chủ Vân Trường Sinh, cho dù liều cái mạng cũng không thể có chuyện. Mộ Trường Phong vừa định lên tiếng nói chuyện, Mai Hoa tiên tử đã nói với Dương Bách Xuyên, giọng nói lạnh nhạt, Dương Bách Xuyên, nghe đại danh đã lâu, bài khảo nghiệm của Tinh Cương Ngân Hà. Có thể phá hỏng hết chăn khảo nghiệm Cao Yan Bay, từ đó làm kinh động đến cửu đại thánh địa, thánh chủ các nhà đều đưa ra một tiềm lực thiên phú có thể sánh ngang cổ thánh chủ, hy vọng lôi kéo ngươi. Mà ngươi, có phải chính vì như vậy, nên có thể không hề kiêng nể gì không? Ta vừa mới nói không thể dùng vũ lực, ngươi đã trở tay đánh Mộc Ngưng Hiên, ngươi nói xem ta nên đối với ngươi thế nào đây? Vốn còn muốn dẫn ngươi cùng đi sông Pha Thiên Yêu Hành Cung. Bây giờ xem ra chính ngươi không quý trọng cơ hội. Mộc Ngưng Hiên nói đúng, đối với Thiên Yêu Hành Cung thất tinh, nói không hề khoa trương đều là kinh nghiệm người của cửu đại thánh địa bọn ta dùng máu tươi để đổi lấy, có thể dễ dàng đi đến cung thứ 6 hơn người bình thường. Không liên thủ với người của cửu đại thánh địa, một cung cũng khó vượt qua. Bây giờ không nói người dám làm lơ lời nói của ta, ra tay với Mộc Ngưng Hiên, chỉ nói Mộc Ngưng Hiên phản đối ngươi đi cùng bọn ta. Thì đã không thể để ngươi đi cùng rồi. Còn về ân oán của ngươi và Mộc Ngưng Hiên, bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất xin lỗi Mộc Ngưng Hiên, chuyện này đều cho qua. Thứ hai ngươi không xin lỗi cũng được, nhưng không thể đi theo người của cửu đại thánh địa bọn ta vào trong Thiên Yêu Hành Cung. Như vậy, ngươi chọn đi. Lúc này, mắt Mộ Trường Phong chợt sáng lên, nói to, Mai Hoa tiên tử, Dương Bách Xuyên là sư tổ của Trường Sinh Điện ta, cũng là người của chúng ta. Mộ Trường Phong nghĩ nếu như vậy, Mộc Ngưng Hiên sẽ không thể gây phiền phức cho Dương Bách Xuyên, ít nhất là không thể ở Thiên Yêu Hành Cung, hơn nữa còn có thể dẫn Dương Bách Xuyên vượt Thiên Yêu Hành Cung thất tinh cùng. Hừ, Mộ Trường Phong, Dương Bách Xuyên là tình huống gì, người nghĩ bọn ta đều là kẻ ngốc à? Người nói là sư tổ của Trường Sinh Điện thì là vậy ư? Rõ ràng là dã tiểu tử vừa nãy không biết làm sao quen biết, mở to mắt nói điêu à? Ngươi nói hắn là người của Trường Sinh Điện ngươi, vậy thì lấy mệnh bài Trường Sinh Điện ra. Trình Vĩ Khang rất không vui, nói. Đúng vậy, không lấy được mệnh bài thân phận Trường Sinh Điện ra thì không thể tính là người của Trường Sinh Điện,
không thể đi cùng chúng ta. Thẩm Bạch cũng nói. Mỗi một thế lực đều có mệnh bài thân phận, từ lúc vào tông môn đã có mệnh bài thân phận, là tượng trưng cho thân phận. Mặc dù đám người Trình Vĩ Khang không biết sao Dương Bách Xuyên lại trở thành sư tổ của Trường Sinh Điện, nhưng bọn họ đều biết là vừa nãy mới quen biết Mộ Trường Phong, cũng tức là Dương Bách Xuyên căn bản sẽ không có mệnh bài của Trường Sinh Điện. Mộ Trường Phong cả giận nói, không lẽ Trường Sinh Điện còn nhận sư tổ lung tung chắc? Quả thật không có mệnh bài. Cái đó bọn ta không quản. Trình Vĩ Khang bày ra dáng vẻ ngươi không lấy mệnh bài ra thì đừng hòng đi theo chiếm lợi của bọn ta. Dương Bách Xuyên lại cười ha ha, nói cảm ơn ý tốt của Mai Hoa Tiên Tử, Dương Bách Xuyên ta cũng ngại đi cùng với mấy kẻ tiểu nhân, còn xin lỗi Mộc Ngưng Hiên à, hắn đừng nằm mơ nữa. Mộc Ngưng Hiên này là làm khó ta, không phải ta muốn khiêu chiến quyền uy của tiên tử, điều này các ngươi đều nhìn thấy, thằng cháu này 5 lần 7 lượt chống đối ta không nhịn được thôi. Hơn nữa từ đầu tới cuối ta đều không đi cùng với người của thánh địa các ngươi, nếu nói ra thì là ta vào Thiên Yêu hành cung trước. Ta cũng không chiếm lợi của các ngươi. Con đường tiếp theo, ta tự đi, không cần để những kẻ nào đó nói gì Dương Mỗ. Còn có, Mộc Ngưng Hiên, Trình Vĩ Khang, Thẩm Bạch, các ngươi nghe rõ cho tiểu gia, còn dám trêu chọc ta, chắc chắn sẽ giết các ngươi. Đừng tưởng người của thánh địa thì giỏi lắm, trong mắt tiểu gia mấy người các ngươi chẳng là cái dám gì. Thiên Yêu hành cung này tiểu gia tự xông cho mình, các ngươi cũng không thể nói Thiên Yêu hành cung là nhà của các ngươi nhỉ. Trong lòng Dương Bách Xuyên nghẹn lửa giận, mắng chửi không hề khách sáo, hắn coi như đã nhìn ra, cái gọi là thánh địa to lớn chính là lấy thế đè người thôi. Còn 2 điều kiện Mai Hoa Tiên Tử đưa ra, thật ra Dương Bách Xuyên nghe ra bề ngoài nàng ấy là công bằng, thực chất là đang giúp hắn. So với đi theo người của cửu đại thánh địa xông pha Thiên Yêu hành cung, bên trong đúng là coi như chiếm lợi lớn, dù sao hành cung của Thiên Yêu chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Đi theo người của cửu đại thánh địa cùng nhau xông pha, sẽ giảm nguy hiểm tới thấp nhất. Mai Hoa Tiên Tử bảo hắn xin lỗi Mộc Ngưng Hiên, là có thể để hắn đi cùng, đây coi như là chăm sóc, dù sao cũng chỉ là một câu xin lỗi thôi. Nhưng Dương Mỗ sẽ xin lỗi sao? Đánh chết hắn cũng sẽ không. Không phải là vượt Thiên Yêu hành cung thất tinh thôi à? Từ lúc bắt đầu hắn đã không nghĩ tới muốn xông pha với người của thánh địa gì. Nói xong một tràng, Dương Bách Xuyên không thèm để ý mọi người, kiêu ngạo tới vô pháp vô biên, trực tiếp đi về phía tế đàn. Nhưng đám người Trình Vĩ Khang lại tức đến vẹo cả mũi. Nhất là Mộc Ngưng Hiên, gã ta sao có thể không nghe ra trong lời Mai Hoa Tiên Tử lại là thiên về phía Dương Bách Xuyên, điều này khiến trong lòng gã ta càng không thoải mái hơn. Nhìn Dương Bách Xuyên vô cùng hống hách quay người rời đi, Mộc Ngưng Hiên phi kiếm mãnh liệt. Gần như sắp ra tay với Dương Bách Xuyên. Lúc này, Mộ Trường Phong vẫn luôn đề phòng Mộc Ngưng Hiên đã ngưng tụ ra một phù văn ở trong tay, chỉ cần Mộc Ngưng Hiên dám ra tay với Dương Bách Xuyên, thì y dám ra tay giết Mộc Ngưng Hiên. Khí tức giữa hai người bùng lên. Có điều lúc này Mai Hoa Tiên Tử lại lạnh lùng nói, láo xược, các ngươi thật sự coi Mai Hoa ta là trưng bày chắc. Trong lúc nói, sát khí khắp người Mai Hoa Tiên Tử xông lên trời. Tràn ngập cả sân. Lúc này, sắc mặt Mộc Ngưng Hiên và Mộ Trường Phong đều thay đổi, bọn họ hiểu rõ pháp thuật thần thông của Thông Thiên Cung nhất, càng hiểu thủ đoạn thiết huyết của Mai Hoa Tiên Tử. Ngay lập tức không hẹn mà cùng thu tay. Dương Bách Xuyên cũng đã nói rồi, người ta không dựa vào người của cửu đại thánh địa chúng ta, không chiếm lợi của chúng ta, tự mình vượt hành cung thất tinh, các ngươi cần gì gây thêm rắc rối. Đừng quên các ngươi là người của thánh địa. Là tồn tại của thế lực đứng đầu của tu chân giới, là tấm gương của tu chân giả cũng không phải nói quá, có chút phong thái của đệ tử thánh địa được không? Lời nói thản nhiên lạnh lùng vang lên, mỗi người nghe được lại không khỏi rét run. Mai Hoa Tiên Tử tức giận làm cho mọi người câm như hến, không dám làm bừa. Trong lòng Mộc Ngưng Hiên lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là Mai Hoa Tiên Tử này đang thiên vị Dương Bách Xuyên, gã ta lại không hiểu. Mai Hoa Tiên Tử đường đường là người của thánh địa đứng đầu vì sao phải thiên vị một tiểu tử hoang dã như thế. Mặc dù trong lòng không phục nhưng Mộc Ngưng Hiên thật sự không dám đối đầu trực tiếp với Mai Hoa Tiên Tử, gã ta chỉ có thể híp mắt nhìn Dương Bách Xuyên đi về phía tế đàn, gã ta cũng muốn xem thử một tên như Dương Bách Xuyên thì làm sao để lang bạt ở Thiên Yêu cung thất tinh. Đừng nói là 7 đại hành cung, cho dù là tế đàn của hành cung Kim Sí Thiên Ưng trước mắt này,
Mộc Ngưng Hiên đoán là Dương Bách Xuyên cũng không qua được ba tượng đá thiên ưng. Người khác thì không biết, nhưng những đệ tử thánh địa như bọn họ đã từng tới đây, biết rất trong mỗi một hành cung có tồn tại gì và khủng bố cỡ nào. Có thể nói, ba tượng đá thiên ưng trước mắt này chính là yêu hồn của những thiên yêu thượng cổ bị phong ấn trong đó, chỉ dựa vào thực lực một người thì rất khó xông qua. Muốn leo lên tế đán núi thiên ưng thì nhất định phải vượt qua ba tượng đá thiên ưng canh gác ở đó. Chính vì gã ta biết ba tượng đá thiên ưng đang trấn giữ này không đơn giản, gã ta còn biết trong hành cung thiên yêu thất tinh, các cung càng về sau càng nguy hiểm hơn. Hiện giờ, nếu Dương Bách Xuyên tự muốn tìm đường chết, Mộc Ngưng Hiên đương nhiên sẽ không gây khó dễ cho hắn. Thế nhưng trong lòng gã ta nghĩ, cho dù Dương Bách Xuyên xông qua được, tiến vào hành cung tiếp theo thì vẫn có rất nhiều cơ hội để giết chết hắn. Về việc Mai Hoa tiên tử thiên vị hắn, trong lòng Mộc Ngưng Hiên sẽ ghi nhớ món nợ này, nếu thật sự chọc giận gã ta, đợi hắn đi đến một hành cung nào đó, gã ta cũng không ngại xuất ra đòn chí mạng. Nếu không phải vì gã ta luôn theo đuổi Mai Hoa tiên tử thì gã ta đã trở mặt ngay tại chỗ rồi. Đối với Mai Hoa tiên tử của Thông Tiên Cung, đệ tử thánh địa nào lại không muốn theo đuổi chứ? Đương nhiên cũng không phải là thật sự thích, mà là có thể kết thành đạo lữ với tiên tử của Thông Tiên Cung, sau đó có thể đạt được lợi ích to lớn của Thông Tiên Cung, đây mới là điều quan trọng. Lần này, nguyên nhân lớn nhất khiến gã ta và những người khác nhường nhịn chính là vì Mai Hoa tiên tử. Nếu không cùng là độ kiếp đại viên mãn, trong cùng cấp bậc thì cho dù Thông Tiên Cung cường đại nhưng có thể mạnh đến đâu chứ. Mà hôm nay Mai Hoa tiên tử thiên vị Dương Bách Xuyên đã khiến trong lòng Mộc Ngưng Hiên phẫn nộ. Mộc Ngưng Hiên âm thầm nói, bà nương thối, ta hy vọng ngươi không có tư lợi gì, nếu không ta sẽ khiến ngươi phải hối hận, tiên tử của Thông Tiên Cung không chỉ có một mình Mai Hoa ngươi đâu. Về phần Dương Bách Xuyên, Mộc Ngưng Hiên đã quyết định sẽ tìm cơ hội để xuống tay. Chấm 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 chấm. Lúc này, sau khi Dương Bách Xuyên đã hài lòng với lời nói của mình, nhưng hắn vẫn kiên quyết đi thẳng tới chỗ ba tượng đá thiên ưng, hắn biết nếu muốn leo lên tế đàn thì bắt buộc phải thông qua cửa ải của ba pho tượng đá này. Mà Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành đã nói cho hắn biết về sự quỷ dị của ba pho tượng đá này. Hiển nhiên cũng không đơn giản như tượng đá bình thường. Mai Hoa tiên tử không có hành động gì mà chỉ dừng tại chỗ nhìn Dương Bách Xuyên đi tới chỗ ba pho tượng đá, nàng ta đích thật có chút thiên vị đối với Dương Bách Xuyên. Bởi vì trong lòng nàng ta có tính toán riêng của mình. Sau khi nàng ta biết chuyện Dương Bách Xuyên thông qua bia khảo nghiệm ở Tinh Cương Ngân Hà, trong lòng nàng ta lập tức có suy tính. Thông Tiên Cung không thu nhận nam đệ tử nhưng lại có thể có đạo lữ. Mà để được chọn làm đạo lữ thì nhất định phải có thiên phú hơn người, nếu như thông qua khảo nghiệm của Thông Tiên Cung, tất nhiên sẽ đạt được truyền thừa và tài nguyên tu luyện không thua kém gì thánh nữ. Trong cửu đại thánh địa đều có thánh tử hoặc thánh nữ, địa vị chỉ đứng sau thánh chủ. Giống như thánh nữ của cung Thông Tiên, sau khi được chọn làm thánh nữ thì các loại tài nguyên tu luyện mà nàng được hưởng đều chỉ thấp hơn đãi ngộ của thánh chủ, địa vị cũng là dưới một người trên vạn người. Mà thánh nữ của cung Thông Thiên là sư muội của Mai Hoa tiên tử, hai người cùng vào Thông Tiên Cung một năm, bái sư cùng một sư phụ, đều được chọn là người có thiên phú thượng thừa. Ở trong lòng Mai Hoa tiên tử, thiên phú của nàng không thua kém gì sư muội, thế nhưng sư muội được chọn làm thánh nữ khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Trong lòng nàng ta vẫn luôn không phục. Kìm nén sự khó chịu. Trên tất cả mọi mặt nàng ta đều rất nỗ lực để vượt qua thánh nữ sư muội nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không thể vượt qua sư muội. Điều này khiến cho Mai Hoa tiên tử hiểu ra rằng cùng có tư chất và sự cố gắng giống nhau nhưng nếu không có tài nguyên tu luyện dồi dào thì nàng ta không thể vượt qua sư muội được. Mà sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên lại khiến Mai Hoa tiên tử nhìn thấy hy vọng, nàng ta đã đặc biệt đi điều tra tình hình của Dương Bách Xuyên, đây cũng chính là lý do nàng ta đến hành cung thiên yêu muộn. Vì Dương Bách Xuyên mà nàng ta đã đến tấm bia khảo nghiệm ở Tinh Cương Ngân Hà một chuyến. Đến đó mới phát hiện Dương Bách Xuyên không phải là không thể làm bia khảo nghiệm phát sáng mà là đã trực tiếp làm vỡ nó, bên trên được bao phủ bởi những vết nứt giống như màng nhện. Bia khảo nghiệm chính là do các vị tiền bối của cửu đại thánh địa luyện chế, tuy không phải là bảo vật, chỉ có thể dùng để kiểm tra thiên phú nhưng từ trước tới nay chưa từng xuất hiện tình huống có người có thể làm vỡ bia khảo nghiệm. Cho dù lấy thiên phú của thánh chủ đương nhiệm cũng không thể phá được bia khảo nghiệm. Mà Dương Bách Xuyên đã phá vỡ bia khảo nghiệm chỉ trong một lần khảo nghiệm,
điều này chứng tỏ mấy đại thánh địa suy đoán không sai, tiềm năng thiên phú của Dương Bách Xuyên vượt qua cấp 12, đích thật có thể so với tiềm năng thiên phú cấp bậc cổ thánh chủ. Điều này làm cho tâm tư của Mai Hoa tiên tử sục sôi, trong lời dạy tổ tiên của Thông Thiên Cung có một ghi chép về việc đệ tử Thông Thiên Cung tìm kiếm đạo lữ, Thông Thiên Cung sẽ có 9 đại khảo nghiệm dành cho đạo lữ mà các đệ tử tìm được, thông qua khảo nghiệm mới có thể được Thông Thiên Cung tán thành, hơn nữa sẽ thưởng cho tài nguyên tu luyện tương ứng. 9 bậc khảo nghiệm, tính từ cấp 1 thì vượt qua cấp bậc càng cao sẽ thu được tài nguyên tu luyện càng lớn, nhưng mấy vạn năm qua, người vượt qua cấp bậc khảo nghiệm cao nhất cũng chỉ là cấp 7. Nếu tìm được một đạo lữ có thể đạt tới cấp khảo nghiệm thứ 8 thì đệ tử đó sẽ nhận được tài nguyên tu luyện tương đương với thánh nữ. Mà người đạt tới cấp 9 thì đãi ngộ sẽ vượt qua cả thánh nữ, thậm chí trực tiếp trở thành người kế thừa thánh chủ đời sau của Thông Thiên Cung. Cho nên, đây chính là điều khiến Mai Hoa tiên tử động tâm nhất, nàng ta là nữ nhân có dã tâm rất lớn, thứ nàng ta muốn không chỉ là vượt qua thánh nữ sư muội mà còn muốn trở thành người kế thừa thánh chủ đời sau của Thông Thiên Cung. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng ta phải tìm được một đạo lữ có tiềm năng thiên phú đáng kinh ngạc. Mà sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên đã làm cho Mai Hoa tiên tử thấy được hy vọng, cho nên nàng ta mới có thể thiên vị Dương Bách Xuyên. Chỉ là đám người Mộc Ngưng Hiên này không biết mà thôi, nếu bọn họ biết thì có lẽ sẽ hộc máu mất. Hiện giờ Mai Hoa tiên tử nhìn chăm chú vào Dương Bách Xuyên, nàng ta cũng muốn xem thử thực lực và thủ đoạn của Dương Bách Xuyên. Nếu Dương Bách Xuyên đã được cửu đại thánh địa suy đoán là có tiềm năng thiên phú sánh ngang với cổ thánh chủ, vậy thì đến lúc xông vào ba tượng đá mà hắn cũng không vượt qua được, chỉ có thể chứng tỏ cuộc khảo nghiệm ở bia khảo nghiệm chỉ là một sự ngẫu nhiên, cũng không phải người có thiên phú ngang với cổ thánh chủ mà là một hạng người bình thường. Nếu như Dương Bách Xuyên thể hiện ra thiên phú và thực lực phi phàm, vậy thì Mai Hoa tiên tử này sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để khiến Dương Bách Xuyên trở thành đạo lữ của nàng ta. Nghĩ đến việc vượt qua thánh nữ sư muội, trở thành thánh chủ đời sau của Thông Thiên Cung, sắc mặt của Mai Hoa tiên tử không khỏi ửng hồng. Đương nhiên nàng ta cũng biết, điều kiện tiên quyết của tất cả những chuyện này là nàng ta phải có một đạo lữ có thiên phú dị bẩm, có thể thông qua 9 đại khảo nghiệm của Thông Thiên Cung. Mà niềm hy vọng này lại đang ở trên người Dương Bách Xuyên, là rồng hay rắn thì vẫn phải quan sát thử mới biết được. Những người khác thấy Mai Hoa tiên tử không động đậy, một đám người cũng bình chân như vậy, tất cả mọi người đều muốn xem thử thực lực của Dương Bách Xuyên rốt cuộc lợi hại đến mức này mà lại dám nói ra những lời ngông cuồng đến thế. Lúc này, người mà trong lòng cấp bách nhất chính là Mộ Trường Phong, bởi vì hiện giờ Dương Bách Xuyên là sư tổ của Điện Trường Sinh, y không dám để cho Dương Bách Xuyên xảy ra chút bất trắc nào, nếu thánh chủ quay về lại trách móc y, y cũng không biết phải giải thích thế nào mới phải. Nhìn Dương Bách Xuyên đi về phía trước, y vội vàng lớn tiếng nói, sư tổ, không thể, một trong ba tượng đá thiên ưng chính là yêu hồn của thiên ưng thượng cổ, không thể khinh thường. Trong lúc nói chuyện, Mộ Trường Phong cũng muốn xông lên khuyên can Dương Bách Xuyên. Mà lúc này lại bị Mai Hoa tiên tử ngăn cản lại nói, Trường Phong đạo hữu, đừng phá hỏng quy tắc, cửu đại thánh địa chúng ta là một thể, đã thỏa thuận với nhau là cùng tiến cùng lui vào hành cung thiên yêu, bây giờ ngươi đi theo Dương Bách Xuyên ra đó. Vậy bọn ta sẽ đi về đâu? Còn nữa, nếu ngay cả một cửa ải yêu hồn thiên ưng nho nhỏ mà Dương Bách Xuyên cũng không qua được, sau này làm sao có thể lang bạt một mình ở hành cung thất tinh? Chuyện này, Mộ Trường Phong rơi vào thế khó xử, cũng không thể nhìn Dương Bách Xuyên chịu chết được. Hơn nữa, y cũng hiểu rõ Mai Hoa tiên tử nói rất đúng, thánh chủ của cửu đại thánh địa bọn họ đã tự mình đặt ra quy tắc khi bước vào hành cung thiên yêu là bắt buộc phải cùng nhau tiến lui. Cho dù thiếu một người cũng không được. Hiện giờ y muốn đi giúp đỡ Dương Bách Xuyên, chưa nói đến việc có thể xông qua hay không, cho dù xông qua được sẽ khiến cho cửu đại thánh địa thiếu đi một nhà, chính là phá hỏng quy tắc, đây là do thánh chủ định ra, y cũng không thể vi phạm. Lúc này y chỉ có thể dừng lại, nhưng cũng đã hạ quyết tâm là nếu Dương Bách Xuyên gặp nguy hiểm thì y sẽ liều mạng đi cứu giúp. Mà Dương Bách Xuyên cũng nghe được cuộc đối thoại giữa Mộ Trường Phong và Mai Hoa tiên tử. Hắn quay đầu lại rồi nói với Mộ Trường Phong, Trường Phong, không cần đâu, nếu cửa thứ nhất mà ta cũng không vượt qua được thì còn nói gì đến hành trình đi hành cung tiếp theo. Yên tâm đi, ta sẽ không sao đâu, cứ nhìn xem ta xông vào cửa thứ nhất này. Dương Bách Xuyên rất khí phách, không hề lo lắng chút nào. Không phải chỉ là ba pho tượng đá yêu hồn thiên ưng thôi sao,
cũng không phải là hắn không có thủ đoạn để ứng phó. Dương Bách Xuyên biết Mộ Trường Phong lo lắng cho mình, nhưng hắn cũng có lòng kiêu ngạo chứ. Đám đệ tử thánh địa này luôn khinh người, vậy thì hắn sẽ để cho bọn họ thấy ta nói các ngươi là chó má thì các ngươi chính là chó má. Ta đường đường là đệ tử thân truyền của Tán Tiên Chí Tôn, trên người có chí bảo vô thượng bình càn khôn, có nền tảng kim đan thập truyền, biển ý thức có niết bàn của Hắc Liên đứng đầu hồng hoang thủ hộ, trong cơ thể giấu kiếm đồ long đến sư phụ cũng không nhìn thấu, còn chiếm được pháp trượng vạn linh và bùa long lân. Tọa kỵ là dị thú thiên địa thú ngũ hành, giai nhân bên cạnh là tu sĩ độc thể ách nan đại thành trời sinh, lại thêm thần trồn phi thiên có thiên phú dị bẩm và mai tỷ hóa thân thành rồng trong không gian bình càn khôn. Dương Bách Xuyên không nghĩ ra hắn có gì trở ngại. Ngoài ra còn có đá đả tiên là sinh linh bản địa trong thái hoang, đập người không trượt phát nào. Ba yêu hồn thiên ưng dù mạnh đến mấy cũng chỉ là yêu hồn, Dương Bách Xuyên không tin mình không giải quyết được. Hắn biết đám người thánh địa này đều đang xem trò cười của hắn, trong lòng thầm cười lạnh, ta sẽ cho các ngươi thấy thiên tài không phải là danh hiệu dành riêng cho đệ tử thánh địa các ngươi. Dương Bách Xuyên cứ tưởng mình mắng Mộc Ngưng Hiên thì tên này sẽ không nhịn được ra tay, thậm chí hắn đã sẵn sàng chém giết. Nhưng không ngờ đối phương lại nhịn được. Mấy người Trình Vĩ Khang cũng không manh động. Còn Mai Hoa Tiên Tử thì lên tiếng nói chuyện, nghe có vẻ công bằng nhưng thật ra hữu ý vô tình thiên vị hắn. Điều này khiến Dương Bách Xuyên vô cùng thắc mắc lý do tại sao. Hắn chắc chắn mình và Thông Tiên Cung không hề quen biết, đây là lần đầu tiên hắn gặp Mai Hoa Tiên Tử, sao nàng ta lại thiên vị mình như vậy. Ban đầu hắn còn tưởng Mai Hoa Tiên Tử nể mặt Trường Sinh Điện, nhưng bây giờ lại thấy không giống. Hắn rất hoang mang về việc Mai Hoa Tiên Tử hữu ý vô tình quan tâm mình, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nếu Dương Bách Xuyên biết suy nghĩ trong lòng Mai Hoa Tiên Tử, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Lúc này, Dương Bách Xuyên, Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành đã bước vào phạm vi 10 mét cách ba bức tượng đá thiên ưng. Tức thì ba bức tượng đá phát ra ánh sáng. Ba quầng sáng bạc, đen, đỏ phóng tới, mang theo yêu khí cường đại. Dương Bách Xuyên không hề hỗn loạn, thầm niệm trong đầu kích hoạt hai mệnh tinh. Chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô lập tức hiện ra trên người hắn, hai loại phù văn một vàng một đen lóe lên. Sau khi chuông Đông Hoàng vận chuyển là có thể phòng ngự, cánh cửa U Đô mở ra là có thể hấp thụ những lực lượng khác tới khi chúng biến mất. Hiện tại dùng hai lực lượng này để đối phó với sức mạnh của tượng đá là thích hợp nhất. Keng, chuông Đông Hoàng vang dài, phù văn màu vàng lưu chuyển, phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Cánh cửa U Đô mở ra, quầng sáng u tối bắt đầu xoay vòng. Sau khi hai thần thông mệnh tinh thôi động, ánh sáng từ ba bức tượng đá không lan đến gần nhóm Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi chút nào. Dương Bách Xuyên thầm niệm trong đầu, làm cho chuông Đông Hoàng biến to theo ý muốn, trùm lên Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành. Vì vậy quầng sáng phát ra từ ba tượng đá, hay nói chính xác hơn là sức mạnh của ba tượng đá rất khó làm hắn bị thương. Chuông Đông Hoàng vốn là thần thông thiên phú tiên thiên chứa trong mệnh tinh. Sau khi Dương Bách Xuyên từ tượng thần mệnh tinh ra ngoài, giữa hắn và hai mệnh tinh có sự liên kết càng thêm chặt chẽ, việc sử dụng, khống chế chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô cũng đạt tới trình độ muốn sao làm vậy. Giống như sư phụ nói, tượng thần mệnh tinh xuất hiện, hắn sẽ càng ngày càng quen thuộc và am hiểu thần thông thiên phú mà hai mệnh tinh Thái Dương và Thái M mang đến. Theo tu vi của hắn tăng lên, tác dụng của chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô sẽ dần dần hiện ra. Hiện tại hắn sử dụng chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô ở mức độ làm theo ý muốn. Đối với ba bức tượng đá thiên ưng bộc phát sức mạnh, Dương Bách Xuyên thầm niệm cho chuông Đông Hoàng biến to, bao phủ lấy mọi người, tạo ra một tầng phòng ngự. Phù văn màu vàng lưu chuyển ngoài bề mặt chuông Đông Hoàng, ngăn cản sức mạnh của tượng đá thiên ưng. Cánh cửa U Đô mở ra lại càng dứt khoát hơn, trực tiếp hút năng lượng của tượng đá vào trong cánh cửa U Đô. Bên trong cánh cửa U Đô có sương mù mịt mờ, hình thành một vòng xoáy không ngừng hấp thụ ánh sáng ba màu phát ra từ ba bức tượng đá thiên ưng. Hai bên tạo thành thế giằng co so đấu. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều chấn động. Người của chín thánh địa lớn có mặt ở đây không phải lần đầu tiên tới Thiên Yêu Hành Cung. Ít nhất bọn họ biết ánh sáng mà ba bức tượng đá thiên ưng phát ra lợi hại cỡ nào. Ngoại trừ yêu khí cường đại,
trong quầng sáng mà ba bức tượng đá phát ra còn có sức mạnh yêu hồn thượng cổ tràn đầy lệ khí cuồng bạo, nếu lại gần thì biển ý thức sẽ bị phá hủy. Cho dù là người thuộc chín thánh địa lớn bọn họ cũng không dám đơn độc chiến đấu với sức mạnh của ba bức tượng đá. Những người đã từng đơn độc chiến đấu không chết thì cũng bị điên. Người của chín thánh địa lớn rút ra kinh nghiệm, đó là mọi người hợp tác với nhau với có thể vượt qua cửa ải ba bức tượng đá này, hơn nữa vượt ải không dễ dàng, phải hao tổn rất nhiều nguyên khí. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ Dương Bách Xuyên thì thấy đơn giản quá. Không biết chiếc chuông lớn cổ xưa và cánh cửa đen ngòm kỳ lạ xuất hiện trên người hắn là pháp khí gì mà có thể dễ dàng đối phó với sức mạnh của tượng đá như vậy. Một chiếc chuông lớn bao phủ lên hai người một thú một đá, bọn họ núp bên trong chuông lớn, sức mạnh của tượng đá hoàn toàn không chạm tới nhóm Dương Bách Xuyên. Phòng ngự mạnh thật đấy. Cánh cửa đen ngòm trong mắt mọi người vô cùng đáng sợ, trực tiếp nuốt chửng năng lượng của tượng đá. Không ai nhìn thấy phía sau cánh cửa là cái gì, chỉ thấy một vòng xoáy u tối không ngừng hấp thụ năng lượng ánh sáng của tượng đá. Trước có chuông lớn cổ xưa phòng ngự. Sau có cánh cửa đen ngòm kỳ lạ hấp thụ chẳng khác nào tấn công. Công thủ đầy đủ. Đây là lần đầu tiên người thánh địa nhìn thấy pháp khí kỳ lạ mà mạnh mẽ như vậy. Không có ai nhìn ra hoặc cho rằng chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô thật ra là thần thông thiên phú mệnh tinh của Dương Bách Xuyên chứ không phải pháp khí. Bất kể bọn họ có biết hay không, dù sao bọn họ đã thấy thủ đoạn của Dương Bách Xuyên là được rồi. Trong lúc mọi người còn đang chấn động, đột nhiên bên trong ba bức tượng đá thiên ưng phát ra tiếng thét dài. Hú hú hú. Là tiếng thét dài của thiên ưng. Sau tiếng thét dài, ánh sáng hoàn toàn bị cánh cửa đen ngòm kỳ lạ kia của Dương Bách Xuyên hấp thụ toàn bộ. Ba tượng đá trở nên xám xịt không còn ánh sáng. Rắc. Tiếp đó, từng tiếng, rắc rắc, vang lên. Một giây sau, ba tượng đá nứt toạc thành một đống đá vụn. Cảnh tượng này khiến các đệ tử thánh địa trợn tròn mắt. Trong những người này có người không phải đến thiên yêu hành cung lần đầu, ví dụ như người dẫn đầu các thánh địa lần này. Từ trước đến giờ hắn ta chưa từng nghĩ, cũng không cho rằng sẽ có người có thể trực tiếp phá hủy ba bức tượng đá thiên ưng. Có lẽ có, nhưng không phải tu sĩ cấp bậc như bọn họ. Phải biết rằng đó là tượng đá phong ấn yêu hồn cấp bậc thiên yêu chân chính từ thời thượng cổ truyền lại, sao có thể dễ dàng phá hủy. Bọn họ đã đến đây mấy lần, đã từng đấu với ba bức tượng đá thiên yêu, ai mà chẳng biết ba tượng đá rất cường đại và kiên cố. Nhưng bây giờ chúng lại bị Dương Bách Xuyên phá hủy. Điều này khiến rất nhiều người run rẩy trong lòng. Nhất là mấy người Mộc Ngưng Hiên, sau khi bọn họ nhìn thấy cảnh này, con người đều co rụt lại. Sau đó, mấy người Mộc Ngưng Hiên và Trình Vĩ Khang nhìn nhau, và đều nhìn thấy sát khí trong mắt đối phương. Bọn họ thầm nghĩ tên Dương Bách Xuyên này đúng là yêu nghiệt quái lạ, ngay cả tượng đá thiên yêu thời thượng cổ cũng có thể phá hủy. Tương lai nếu hắn vượt qua đại thiên kiếp, trở thành tu sĩ cấp cao chân chính, thì hắn sẽ là một mối họa lớn. Không thể giữ lại người này. Dù sao bọn họ cũng đã đắc tội Dương Bách Xuyên, vậy thì dứt khoát giết chết hắn trong thái hoang. Nếu không, một khi Dương Bách Xuyên ra ngoài, tương lai hắn trở nên mạnh mẽ thì hắn sẽ là kẻ địch đáng gờm của đám Mộc Ngưng Hiên và Trình Vĩ Khang. Hai bên trao đổi bằng ánh mắt, thống nhất ý kiến, chuẩn bị tìm cơ hội giết Dương Bách Xuyên trong hành cung tiếp theo, tuyệt đối không thể tha cho hắn. Mai Hoa Tiên Tử chứng kiến thực lực của Dương Bách Xuyên, hai mắt sáng lấp lánh. Nàng ta đã có phán đoán sơ bộ về tiềm lực thiên phú của Dương Bách Xuyên, trong lòng hạ quyết tâm. Mộ Trường Phong thấy tình hình thế này thì thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không hổ là sư đệ của Thánh Chủ. Minh Du Nhiên và Khương Thế Long đều chấn động. Mà lúc này, trong mắt Dương Bách Xuyên cũng lóe lên tia sáng, suýt chút nữa thì hắn cười to thành tiếng. Hắn không chú ý tới vẻ mặt của những đệ tử Thánh Địa này, trong lòng đang mừng thầm. Lần này cánh cửa U Đô đã cho hắn một niềm vui bất ngờ to lớn. Đó là sau khi cánh cửa U Đô hấp thụ ba yêu hồn thiên ưng trong ba bức tượng đá thiên ưng, nó đã phản hồi cho hắn một số thông tin. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên vô cùng kích động. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức gọi Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành, sau đó lao vụt lên bậc thang của tế đàn. Cánh cửa U Đô cắn nuốt toàn bộ lực lượng mà ba bức tượng đá thiên ưng tỏa ra, cuối cùng thôn phệ luôn yêu hồn bên trong ba bức tượng.
Điều khiến Dương Bách Xuyên bất ngờ là sau khi cánh cửa U Đô thôn phệ yêu hồn của ba thiên ưng, hắn cảm thấy nó mạnh hơn vài phần. Dương Bách Xuyên không diễn tả được sự lớn mạnh này, nhưng có thể cảm nhận một cách rõ ràng. Thật sự là cánh cửa U Đô đã mạnh hơn, có lẽ đó là khả năng thôn phệ của nó. Cánh cửa U Đô mạnh lên tương đương thực lực của Dương Bách Xuyên tăng lên, điều này là chắc chắn. Bởi vì cánh cửa U Đô chính là thần thông thiên phú của mệnh tinh trong người hắn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là sau khi cánh cửa U Đô thôn phệ yêu hồn thiên ưng trong ba bức tượng đá, Dương Bách Xuyên đã nhận được thông tin ký ức của yêu hồn. Đây mới là thông tin quan trọng nhất đối với Dương Bách Xuyên. Thông tin khiến hắn mừng như nhặt được vàng. Đây là thông tin mà cánh cửa U Đô đưa vào đầu hắn. Nơi này là hành cung thứ nhất của Kim Sí Thiên Yêu Vương. Theo ghi chép trên tấm bia đá mà mọi người nhìn thấy khi tới đây, hành cung Kim Sí Thiên Ưng có huyết tinh thiên ưng. Đây mới là bảo bối trong hành cung thiên ưng, cũng là phần thưởng cho người xông vào. Trong tin tức mà cánh cửa U Đô phản hồi, trong ba bức tượng đá thiên ưng có thiên yêu bậc 1, tuy là cấp bậc thấp nhất nhưng cũng tương đương với cảnh giới phi thăng, là sinh linh tu luyện cấp cao. Dương Bách Xuyên cũng biết may mà đây chỉ là yêu hồn trong tượng đá, nếu là ba thiên yêu chân chính thì cực kỳ nguy hiểm. Sau khi cánh cửa U Đô thôn phện ba yêu hồn thiên yêu, hắn mới biết sau đại kiếp, sức mạnh của ba thiên ưng đều hóa thành huyết tinh và được phong ấn trên đỉnh tế đàn. Mỗi thiên yêu có thể ngưng tụ ra 365 viên huyết tinh. Ba thiên yêu cộng lại có tới hơn 1.000 viên huyết tinh. Nhưng bao năm qua liên tục có người xông vào, phần thưởng cho mỗi người vượt qua khảo nghiệm tượng đá là 9 viên huyết tinh. Không biết hiện giờ còn bao nhiêu viên huyết tinh đang bị phong ấn. Nếu là tình huống bình thường, Dương Bách Xuyên chỉ cần xông qua 3 bức tượng đá là sẽ nhận được 9 viên huyết tinh. Nhưng tình huống hiện tại không bình thường. Bởi vì cánh cửa U Đô của Dương Bách Xuyên đã thôn phệ hoàn toàn ba yêu hồn thiên ưng, tương đương với quyền lợi lấy được toàn bộ huyết tinh. Vì thế, tên họ Dương nào đó vui như mở cờ trong bụng, đi lên đỉnh tế đàn. Hắn biết trên đỉnh tế đàn có hồn phách ý thức của một vị Kim Sí Thiên Yêu Vương canh giữ huyết tinh của ba thiên yêu bậc 1. Hơn nữa, điều quan trọng là hiện tại hắn đã thôn phệ yêu hồn của ba thiên yêu bậc 1, nhận được sự công nhận của ý thức Kim Sí Thiên Ưng Vương. Chẳng những lấy được toàn bộ huyết tinh còn lại, mà còn lấy được một viên yêu hồn châu mà Kim Sí Thiên Yêu để lại. Là sức mạnh ngưng tụ từ yêu hồn của Kim Sí Thiên Ưng Vương, đây mới là trọng điểm trong hành cung thứ nhất. Trong hành cung thứ nhất Thiên Xu Tinh, nhân vật chính thật sự là Kim Sí Thiên Ưng Vương, ba thiên yêu bậc 1 chỉ là nhân vật đi kèm Kim Sí Thiên Ưng Vương mà thôi. Kim Sí Thiên Ưng Vương mới là trọng điểm. Đây là bí mật ẩn, không phải bí mật công khai. Nếu cánh cửa U Đô của Dương Bách Xuyên không thôn phệ yêu hồn của ba thiên ưng bậc 1, hắn sẽ không biết những bí mật này. Mà bây giờ bảo vật đã bày ra trước mắt hắn. Dương Bách Xuyên sợ đám người thánh địa phía sau cướp đoạt, cho nên sau khi cánh cửa U Đô phản hồi thông tin, hắn vội vàng chạy như điên. Hiện tại hắn cần các loại lực lượng chống đỡ, sao có thể từ bỏ. Thoáng cái Dương Bách Xuyên đã leo lên hơn nửa bậc thang của tế đàn. Lúc này, mấy người thánh địa mới sực tỉnh, bọn họ đều đang chìm trong chấn động khi Dương Bách Xuyên phá hủy ba bức tượng đá thiên ưng, nháy mắt Dương Bách Xuyên đã leo lên hơn nửa bậc thang của tế đàn. Không ổn, tên nhãi này chạy đi lấy huyết tinh, Mộc Ngưng Hiên tỉnh táo lại, không e ngại đám mai hoa tiên tử nữa, lập tức đuổi theo lên bậc thang. Những người khác cũng sực tỉnh, theo sát đi lên. Tất nhiên bọn họ biết huyết tinh là bảo bối. Luyện hóa một viên huyết tinh ngang với mấy năm, thậm chí mấy chục năm khổ tu. Mỗi lần mọi người mạo hiểm tính mạng tới đây suy cho cùng là để lấy được bảo bối, nâng cao tu vi thực lực mà thôi. Mà huyết tinh thiên ưng là lực lượng tương đương cảnh giới phi thăng, ai mà chẳng muốn lấy. Ngay cả Mai Hoa Tiên Tử và Mộ Trường Phong cũng nhanh chân bước lên tế đàn. Trước lợi ích, những đệ tử thánh địa này đều bộc phát tốc độ cực hạn, cấp tốc chạy lên trên. Khi Dương Bách Xuyên đi được hơn phân nửa, thấy đám đệ tử thánh địa đuổi theo, hắn nhếch miệng cười, chúng ta nhanh hơn chút nữa. Hắn thúc giục Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành, bộc phát sức mạnh trong cơ thể tới cực hạn, tốc độ càng nhanh hơn. Nói chung là hắn đã kéo giãn khoảng cách với đám đệ tử thánh địa, bọn họ không đuổi kịp. Mấy phút sau, mấy người Dương Bách Xuyên, Lục Yên Chi,
thú ngũ hành đã leo lên tế đàn. Trong tầm mắt là một bức tượng đá thiên ưng màu vàng cao 9 trượng, khí thế bức người đứng ở chính giữa tế đàn. Dương Bách Xuyên biết bức tượng đá màu vàng này mới là tượng đá của Kim Sí Thiên Ưng Vương, bên trong có một luồng ý thức mà Kim Sí Thiên Ưng Vương để lại, không thể khinh thường. Bức tượng đá này cũng đại diện cho con đường dẫn tới hành cung tiếp theo. Lấy huyết tinh và yêu hồn châu của Kim Sí Thiên Ưng Vương cũng rất đơn giản. Chấm chấm chấm. Huyết tinh là phần thưởng dành cho người leo lên tế đàn. Chỉ cần bước lên tế đàn, chạm vào tượng đá Kim Sí Thiên Ưng Vương là nhận được. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi rồi tiến lên, vươn một tay đặt lên tượng đá Kim Sí Thiên Ưng Vương, sau đó chuyển chân khí vào tượng đá. Ầm. Chiếp. Trong tiếng vang ầm ầm, tượng đá tỏa ra ánh sáng vàng vạn trượng, kèm theo một tiếng hót dài của thiên ưng. Tiếp đó, bức tượng đá này như sống dậy. Dương Bách Xuyên đặt tay lên tượng đá cũng cảm nhận được tượng đá bắt đầu động đậy. Biến hóa này khiến Dương Bách Xuyên giật mình, vội vàng lùi về sau hơn 10 mét. Lúc này, một giọng nói suy yếu vang lên, 10 vạn năm rồi, cuối cùng cũng có một người hữu duyên. Khi giọng nói vang lên, Dương Bách Xuyên nhìn thấy bức tượng đá Kim Sí Thiên Ưng này thật sự sống lại, hóa thành một con Kim Sí Thiên Ưng vô cùng to lớn. Yêu khí cường đại khiến Dương Bách Xuyên không kìm được muốn quỳ xuống, nhưng hắn vội vàng dùng càn khôn tạo hóa quyết, cảm giác này mới biến mất. Chỉ thấy Kim Sí Thiên Ưng dài hơn 10 mét vỗ cánh rồi nói, người hữu duyên, chúc ngươi may mắn. Hy vọng ngươi có thể mở được truyền thừa của bản vương, để huyết mạch của bản vương xuất hiện lần nữa trên thế gian. Để báo đáp, bản vương sẽ tặng ngươi yêu hồn châu. Ngươi là người đầu tiên có thể phá hủy ba đại yêu vệ của bản vương. Được bản vương công nhận. Hãy nhớ yêu hồn châu của bản vương không chỉ là lực lượng. Giọng nói mơ hồ của Kim Sí Thiên Ưng Vương như gần như xa, càng lúc càng yếu. Ngoại trừ mấy câu đầu Dương Bách Xuyên láng máng hiểu được còn nghe rõ, đoạn sau hắn không nghe thấy đối phương nói gì. Sau đó, Kim Sí Thiên Ưng Vương há miệng phun ra một hạt châu tỏa ra sức mạnh yêu hồn cường đại. Hạt châu bay về phía Dương Bách Xuyên với tốc độ nhanh như chớp. Dương Bách Xuyên hoàn toàn không kịp tránh né. Vèo một cái, hạt châu màu vàng mà Kim Sí Thiên Ưng Vương phun ra đã chui vào giữa trán hắn. Kế tiếp, Dương Bách Xuyên cảm thấy hạt châu màu vàng này, hay nói chính xác hơn là yêu hồn châu bỗng nổ tung trong biển ý thức của hắn, hóa thành sức mạnh yêu hồn hùng hậu và tinh khiết. Song Dương Bách Xuyên lại sợ bay màu. Biển ý thức là nơi chứa nguyên thần và ý thức, không ngờ yêu hồn châu mà Kim Sí Thiên Ưng phun ra lại bay thẳng vào biển ý thức của hắn. Đây không phải chuyện đùa, ngộ nhỡ bên trong yêu hồn châu là ý thức của Kim Sí Thiên Ưng Vương thì sao? Vậy chẳng phải là Kim Sí Thiên Ưng Vương sẽ cắn nuốt mình à? Biển ý thức tuyệt đối không được xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của sư phụ vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên, thằng nhóc thúi đừng căng thẳng. Đây là lực lượng yêu hồn châu thuần túy, con cứ luyện hóa thoải mái, không chừng còn có niềm vui bất ngờ đấy. Con Kim Sí Thiên Ưng Vương này không đơn giản, đã đạt tới đẳng cấp thiên yêu bậc 8 rồi. Không tệ. Hắn không có ác ý. Yêu hồn châu là lực lượng yêu hồn đơn thuần tinh khiết. Đừng phân tâm, mau thôi động nguyên thần luyện hóa đi. Nghe sư phụ nói vậy, Dương Bách Xuyên đã yên tâm. Hắn không kịp nói thêm, lập tức thôi động nguyên thần trong biển ý thức, bắt đầu luyện hóa sức mạnh của yêu hồn châu. Bởi vì lúc này, sau khi yêu hồn châu của Kim Sí Thiên Ưng Vương trong biển ý thức của hắn nổ tung, nó đã biến thành lực lượng yêu hồn khổng lồ lan tỏa. Dương Bách Xuyên không để ý đến bên ngoài nữa, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu dốc toàn lực luyện hóa sức mạnh yêu hồn của Kim Sí Thiên Ưng Vương. Nhưng lúc này tượng đá Kim Sí Thiên Ưng trên tế đàn vẫn tiếp tục xảy ra biến hóa. Sau khi Kim Sí Thiên Ưng há miệng phun ra yêu hồn châu cho Dương Bách Xuyên, trên bức tượng đột nhiên tỏa ra ánh sáng vàng vạn trượng. Tiếp đó, thân hình cao 9 trượng nổ tung, tan rã thành từng viên tinh thể to bằng hạt đào. Những tinh thể này biến thành màu máu, có khoảng hơn 900 viên. Tinh thể bay tứ tung, lơ lửng trên khắp tế đàn. Giờ phút này người của 9 thánh địa lớn đã chạy tới tế đàn. Là huyết tinh, cướp mau. Không biết là ai hô lên. Tất cả mọi người cùng xông về phía huyết tinh khắp tế đàn. Thú ngũ hành và lục yên chi vượt trước,
bắt đầu tranh đoạt huyết tinh khắp nơi. Đá đà tiên không có hứng thú, lẩm bẩm nói, là hộ pháp cho chủ nhân. Nó ở lại bên cạnh Dương Bách Xuyên. Lúc này, Dương Bách Xuyên đang dốc sức luyện hóa hấp thụ thần hồn của Thiên Ưng Kim Sí Vương, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết chuyện ở tế đàn. Hắn nhìn thấy Thiên Ưng Kim Sí tan rã, tản ra 800-900 giọt máu lấp lánh, người của cửu đại thánh địa xông tới cướp giật, trong lòng rỉ máu kêu to, huyết tinh này đều là của ta. À! Thiên Ưng Kim Sí chỉ là một sợi ý thức được lưu lại bên trong tượng đá, vừa rồi sau khi hắn vào tới, Thiên Ưng Vương đã trao hạt yêu hồn châu quan trọng nhất cho hắn, đồng nghĩa với việc mất đi tia ý thức cuối cùng, hoàn toàn tiêu tán. Trước kia, ai có thể xông tới tượng đá tế đàn, Thiên Ưng Kim Sí Vương chỉ cho mấy giọt huyết tinh, nhưng sau khi đưa yêu hồn châu cho hắn, không còn ý thức chống đỡ bức tượng đá, huyết tinh liền tan rã. Nói cách khác, ý thức cuối cùng của Thiên Ưng Kim Sí Vương đã tiêu tán. Nhưng mà, chuyện này cũng khó trách, Thiên Ưng Kim Sí chỉ là một tia ý thức, có thể gắng gượng được 10 vạn năm, cơ thể đã rất yếu. Đừng nói tới việc không có yêu hồn châu. Bên trong chính là phong ấn huyết tinh của Tam Tôn Thiên Ưng, hiện tại đã nổ tung. Dương Bách Xuyên nghĩ, đúng là tiện nghi cho đám người của cửu đại thánh địa. Nếu như hắn không phải luyện hóa yêu hồn châu của Thiên Ưng Kim Sí, một mình hắn có thể thu đống huyết tinh này, sao có thể để huyết tinh phân tán ra khắp nơi cho đám người kia tới cướp? May mà Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành cũng đã tham gia vào cuộc chiến cướp đoạt, chuyện này khiến hắn cũng phần nào yên lòng. Nhưng khi nghe được Thời Thạch nói thầm, nếu không phải luyện hóa yêu hồn đan, Dương Bách Xuyên chỉ hận không thể đập con hàng này. Hắn cũng biết, Thời Thạch hấp thụ năng lượng từ bảo vật kim loại, con hàng này lại không có hứng thú với những bảo vật khác. Hơn nữa còn nói thêm câu hộ pháp cho chủ nhân, Dương Bách Xuyên coi như tha thứ cho Thời Thạch một lần. Nhưng chứng kiến hàng trăm huyết tinh tinh bị người của cửu đại thánh địa cướp đi, trong lòng Dương Bách Xuyên vẫn rỉ máu, những thứ này vốn dĩ chỉ thuộc về một mình hắn. Đột nhiên, Dương Bách Xuyên nghe được tiếng kêu chi chi vang bên tai, trong lòng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Đích thị là kẻ chuyên gây họa chồn nhi xuất hiện. Sau khi tiến vào Thiên Yêu Hành Cung, thất tinh trận được mở ra, chồn nhi chạy trước vào trong, Dương Bách Xuyên bị đám người thánh địa quấy rầy nên cũng quên mất chồn nhi, bây giờ lại không biết từ đâu nhảy ra. Chỉ thấy chồn nhi kêu chít chít mấy tiếng, hóa thành tàn ảnh màu vàng nhạt xoay quanh tế đàn, mỗi lần bay lên hạ xuống là lại nuốt một huyết tinh vào trong miệng. Lần này, Dương Bách Xuyên cũng xem như yên tâm có kẻ ham của như chồn nhi ở đây, ít nhiều gì hắn cũng sẽ thu được chút huyết tinh. Hắn cũng không quan tâm nữa, chuyên chú luyện hóa yêu hồn châu. Người của cửu đại thánh địa đều rất buồn bực, bọn họ đang tranh cướp huyết tinh, đột nhiên có con chồn màu vàng tốc độ còn nhanh hơn cả họ, xuyên qua tế đàn. Nhảy lên nhảy xuống vài cái đã nuốt mất mấy chục viên huyết tinh. Mặc cửu đại thánh địa đông người, nhưng ở những trường hợp như thế này, ai cũng chỉ muốn cướp huyết tinh cho riêng mình, bọn họ đều biết huyết tinh có ích cho tu luyện thế nào. Khoảng chừng 10 phút, 800-900 viên huyết tinh trên tế đàn đã bị cướp đi. Nhưng người của cửu đại thánh địa phát hiện, trong tay mỗi người, nhiều nhất thì lấy được hơn 10 viên, ít cũng chỉ 4-5 viên huyết tinh mà thôi. Mọi người đều thấy rõ ràng, con chồn đột nhiên xuất hiện đã lấy được nhiều huyết tinh nhất, ít nhất gần 100 viên. Lúc này, rất nhiều người nảy ra ý xấu, bọn họ đều hướng về phía chồn nhi. Sau trận cướp đoạt qua đi, mọi người nhìn kỹ hơn mới phát hiện, con chồn vàng kia cũng không phải loại bình thường, vậy mà lại là chồn tầm bảo. Ánh mắt của bọn họ sáng lên, nhìn chằm chằm chồn nhi. Đột nhiên, một gã đệ tử của Vạn Linh Thánh Địa ra tay với chồn nhi, chân nguyên hóa thánh một bàn tay cực lớn chộp tới. Dừng tay! Dừng lại! Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành giận dữ. Chồn nhi là linh thú được Dương Bách Xuyên yêu thương nhất, sao có thể bị người khác bắt được? Chi chi! Thiên phú của chồn nhi nào để cho hắn bắt? Chồn nhi kêu chi chi, vèo một cái đáp trên vai Dương Bách Xuyên. Lục Yên Chi ra tay đánh lại một chưởng của gã kia, nàng vọt về sau đứng che chắn trước người Dương Bách Xuyên. Rừ, các người đúng là không biết xấu hổ, chồn nhi là linh thú của chủ nhân nhà ta, các người muốn bắt. Thú Ngũ Hành tức giận mắng chửi, hắn và Lục Yên Chi, mỗi người một bên chắn trước Dương Bách Xuyên.
Lúc này mọi người mới chú ý tới Dương Bách Xuyên đang ngồi ở một góc tế đàn, nhìn qua giống như đang ngồi tu luyện. Tiểu tử này là người đầu tiên leo lên tế đàn, không cần hỏi thì bọn họ cũng đã đoán được, bây giờ Dương Bách Xuyên đang tu luyện, chắc chắn là đã lấy được chỗ tốt. Chỉ là không biết hắn đã lấy được gì, bảo bối của tế đàn thiên ưng chính là huyết tinh, nhưng vừa rồi huyết tinh nổ tung, lúc tất cả mọi người đang cướp đoạt, Dương Bách Xuyên cũng không hề xuất hiện, xem ra hắn vẫn luôn ở trạng thái tu luyện. Cũng không biết tiểu tử này đã thu được ích lợi gì mà lại không quan tâm tới huyết tinh. Lúc đầu mọi người leo lên tế đàn, nhìn thấy huyết tinh khắp nơi, không ai để ý tới Dương Bách Xuyên, tới lúc muốn bắt một con trồn mới phát hiện ra sự tồn tại của hắn ta. Nhìn dáng vẻ đứng trên vai Dương Bách Xuyên của trồn tầm bảo, đám người của cửu đại thánh địa mới hiểu rõ, con trồn này có khả năng là của Dương Bách Xuyên. Lúc này gặp phải sự ngăn cản của Lục Yên Chi và thú ngũ hành. Trình Vĩ Khang của Vạn Linh Thánh Địa lại cố ý cười lạnh, các ngươi nói con trồn này của Dương Bách Xuyên thì chính là của hắn à. Rõ ràng sau khi tượng đá thiên ưng kim xí tan rã thì con trồn này mới xuất hiện, chứng minh đây là linh thú của thiên ưng hành cung, bây giờ ai bắt được thì là của người đó, tránh ra, nếu không đừng trách bổn thiếu không khách khí. Trình Vĩ Khang vốn là kẻ thù không đội trời chung của Dương Bách Xuyên, bây giờ trông thấy trồn tầm bảo nuốt một lượng lớn huyết tinh, hắn nảy lòng tham muốn bắt trồn, giết người. Dù sao thì Dương Bách Xuyên cũng đang ngồi thiền. Sự xuất hiện của con trồn này là cơ hội để Trình Vĩ Khang ra tay với Dương Bách Xuyên. Bởi vì Hoa Mai Tiên Tử đã nói không được nội đấu, không cho phép chém giết, nhưng lại có một quy định được các thánh địa đặt ra. Tức là, nếu như thiên yêu hành cung xuất hiện các loại yêu thú, xảy ra chém giết thì không được tính là phá bỏ quy tắc. Vừa vặn hắn đang muốn bắt con trồn kia, giết chết Dương Bách Xuyên. Trong lúc trò chuyện, Trình Vĩ Khang, Mộc Ngưng Hiên và Thẩm Bạch liếc nhau, hiểu được đối phương cũng có ý giống mình, lập tức cảm thấy tự tin. Lúc này Mộ Trường Phong cũng nhìn ra điểm không đúng, nghĩ đi nghĩ lại liền hiểu được ý đồ của Trình Vĩ Khang, lập tức lớn tiếng nói ta xem ai dám. Dứt lời, y dẫn theo đệ tử Điện Trường Sinh, chắn trước người Dương Bách Xuyên. Mộ Trường Phong, người muốn ngăn cản bổn thiếu bắt yêu thú, người cho rằng Vạn Linh Thánh Địa ta chỉ để trang trí thôi sao? Tránh ra, nếu không thì đừng trách ta trở mặt. Dứt lời, ống tay áo Trình Vĩ Khanh phất lên, trên người hắn đã lấp kín vô số những con rắn nhỏ đủ loại màu sắc. Thấy cảnh tượng này, ánh mắt Mộ Trường Phong run lên, y biết người của Vạn Linh Thánh Địa đều có thói quen nuôi dưỡng yêu thú bổn mạng. Thủ đoạn của bọn họ chính là khống chế chúng, những con rắn nhỏ đang lấp kín người Trình Vĩ Khang cũng không phải loại rắn bình thường mà là cửu sắc long xà nổi danh của tu chân giới. Theo truyền thuyết, cửu sắc long xà có máu và cơ thể rồng, có thể hóa thân thành loại chín màu, dung nhập vào bất kỳ hoàn cảnh nào, chín màu sắc cung tượng trưng cho chín loại kịch độc. Khi bị cắn, chất độc sẽ nhập vào nguyên thần, ngay cả tu sĩ đại thừa cũng không dám trêu chọc tới cửu sắc long xà trưởng thành. Cộng thêm huyết mạch long chủng, loại rắn này không chỉ có kịch độc mà còn có thể biến thành một con mãng xà khổng lồ, khiến nó trở nên vô cùng mạnh mẽ. Trên người Trình Vĩ Khang xuất hiện một cửu sắc long xà, nhưng nhìn qua thì vẫn chưa trưởng thành. Mộ Trường Phong biết, Trình Vĩ Khang chắc chắn có một cửu sắc long xà đã thành niên, nếu không thì hắn không thể sai khiến được cửu sắc long xà. Trình Vĩ Khang triệu hoán ra cửu sắc long xà, dáng vẻ như muốn đoạt mạng người khác. Vẻ mặt Mộ Trường Phong ngưng trọng, nhưng y cũng không lùi bước, Dương Bách Xuyên là sư đệ của Thánh chủ Vân Trường Sinh, y nhất định phải bảo vệ, huống chi lúc này, Dương Bách Xuyên còn đang tu luyện, nếu như Trình Vĩ Khang quấy rầy, khó tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma. Mộ Trường Phong lập tức hiểu rõ bản chất nham hiểm của Trình Vĩ Khang, bên ngoài thì muốn bắt trồn nhưng trong thâm tâm hắn ta, e là muốn ra tay với Dương Bách Xuyên, cho dù không giết chết được thì cũng làm gián đoạn tu luyện. Như vậy sẽ khiến cho Dương Bách Xuyên nhẹ thì bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Đây mới là chủ ý chân chính của Trình Vĩ Khang. Trình Vĩ Khang, ta biết trong lòng ngươi đang nghĩ cái gì, nói cho ngươi biết, đừng hòng đụng tới sư tổ ta, nếu không thì đừng trách ta liều mạng với ngươi. Mộ Trường Phong không hề sợ hãi. Trình Vĩ Khang, ta đã nói không được chiến tranh nội bộ, ngươi nghĩ gì vậy? Lúc này Mai Hoa Tiên Tử âm trầm nói. Nàng đã thấy được tiềm lực của Dương Bách Xuyên, muốn hắn ta trở thành đạo lữ của mình, nàng tuyệt đối không cho phép Trình Vĩ Khang ra tay với Dương Bách Xuyên.
nhưng ngay sau đó, Trình Vĩ Khang lại nói một câu khiến Mai Hoa Tiên Tử chết nghẹn. Trình Vĩ Khang nham hiểm nói, Mai Hoa Tiên Tử, ý của ngươi là gì? Ta muốn nội đấu lúc nào, ta chẳng qua chỉ muốn bắt một con nghiệt xúc mà Mộ Trường Phong cũng ngăn cản, lẽ nào Mai Hoa Tiên Tử cũng nhìn chúng con trồn kia? Trình Vĩ Khang rõ ràng là đang nói láo, ai cũng biết, nhưng hắn ta lại không chịu thừa nhận. Lần này, Trình Vĩ Khang cũng không hề nhượng bộ Mai Hoa Tiên Tử, nhìn bên ngoài thì Trình Vĩ Khang rất tôn trọng Thông Thiên Cung, nhưng lời nói của hắn ta lại cực kỳ cứng rắn. Hắn nghĩ rất rõ ràng, so với kẻ địch như Dương Bách Xuyên, mẫu thân hắn là Vạn Linh Thánh Mẫu và Vạn Linh Pháp Trượng, đắc tội với Thông Thiên Cung thì đắc tội thôi. Huống chi mấy người bọn họ cũng đã nhìn ra, Mai Hoa Tiên Tử này có ý với Dương Bách Xuyên, nể mặt nàng ta chi bằng nói nể mặt Thông Thiên Cung, một mình Mai Hoa Tiên Tử không đại diện được cho cả Thông Thiên Cung. Nếu đã như vậy thì phải đối đầu thôi. Mặc dù Thông Thiên Cung đứng đầu cửu đại thánh địa, trên danh nghĩa thì tám thánh địa còn lại phải tôn trọng người của Thông Thiên Cung, nhưng Mai Hoa Tiên Tử lại bênh vực người ngoài, vậy thì đừng trách Trình Vĩ Khang hắn không nể mặt. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có đồng minh đúng không? Nghe Trình Vĩ Khang nói, nhìn thì giống như đang mắng Trồn Nhi là xúc sinh, nhưng lại chẳng khác nào cảnh cáo Mai Hoa Tiên Tử. Lúc này Mai Hoa Tiên Tử nổi giận, không ngờ Trình Vĩ Khang lại làm khó mình. Nhưng nàng ta quả thật đang bênh vực Dương Bách Xuyên, trong lòng thầm chột dạ. Theo lý mà nói, nàng thân là tiên tử của Thông Thiên Cung, đại diện cho cả Thông Thiên Cung, nhất là khi đang dẫn dắt đệ tử của tám thánh địa còn lại, nhưng trong thâm tâm nàng biết mình không công bằng. Nếu là lúc bình thường trong tám thánh địa, chỉ cần có hai nhà lên tiếng muốn đối phó với người ngoài là Dương Bách Xuyên, nói giết là sẽ giết. Huống chi lần này, người của bốn thánh địa đã không bằng lòng với Dương Bách Xuyên, hắn ta còn lấy đi Vạn Linh Pháp Trượng của Vạn Linh Thánh Mẫu và Long Lân Phù của Thần Phù Linh Tông. Mai Hoa Tiên Tử biết rõ hai vật chí bảo này hơn bất cứ ai. Với hai thánh địa mà nói, Long Lân Phù thì nàng không chắc, nhưng Vạn Linh Pháp Trượng là biểu tượng cho Vạn Linh Thánh Địa, không chỉ đơn giản là pháp khí của Vạn Linh Thánh Mẫu. Vậy nên, Mai Hoa Tiên Tử biết, Vạn Linh Thánh Địa nhất định sẽ lấy lại Vạn Linh Pháp Trượng. Nhưng Mai Hoa Tiên Tử đã quyết định để Dương Bách Xuyên trở thành đạo lữ, muốn hắn giúp nàng xác định tư cách trở thành thánh chủ tiếp theo của Thông Thiên Cung. Trước lợi ích to lớn như vậy, nàng cũng chỉ có thể lấy việc công làm việc tư, giúp đỡ Dương Bách Xuyên. Về phần Vạn Linh Pháp Trượng, chỉ cần có thể trì hoãn, ít nhất nàng sẽ không để Trình Vĩ Khang ra tay với Dương Bách Xuyên ở trong Thái Hoang. Mai Hoa Tiên Tử là người có mưu tính, cũng rất thông minh, nàng rất rõ ràng. Để Dương Bách Xuyên trở thành đạo lữ của mình không khó, khó ở chỗ khiến cho hắn can tâm tình nguyện nghe lời. Muốn Dương Bách Xuyên nghe lời của nàng thì nhất định phải giúp đỡ hắn, ví dụ như hiện tại. Trong nháy mắt, trong lòng Mai Hoa Tiên Tử đã có quyết định, đối mặt với tên Trình Vĩ Khang quái gở, sắc mặt nàng tối sầm lại, trong tay lóe lên một luồng ánh sáng bạc, một tấm thẻ bài khắc phù văn huyền ảo xuất hiện, phía trên có một chữ tiên. Mai Hoa Tiên Tử gần từng chữ với Trình Vĩ Khang, ta đã nói là không được ẩu đả nội bộ, kế tiếp chúng ta còn phải hao tổn rất nhiều thời gian và tinh lực, ta không quan tâm Trình Vĩ Khang người thật sự vì một con trồn hay là có tâm tư khác, đừng có làm càn. Mọi người đều từng nuôi linh thú, nếu như con trồn kia không phải của Dương Bách Xuyên mà là linh thú của Thiên Yêu Hành Cung thì chúng ta đã sớm gặp rồi, chứ không phải chạy tới vai Dương Bách Xuyên. Cho nên Trình Vĩ Khang, hiện tại ta lấy danh nghĩa của Thông Thiên Cung, khuyên ngươi đừng có tìm phiền phức, cửu đại thánh địa, tiên cung đứng đầu, tiên lệnh ở đây, ngươi dám không nghe. Mai Hoa Tiên Tử vì mục đích riêng của mình là không từ mọi thủ đoạn, nàng trực tiếp lấy ra Thông Thiên Lệnh. Thông Thiên Lệnh không phải là lệnh bài bình thường, nghe đồn Thông Thiên Lệnh này là vật của tiên giới, có uy lực vô cùng cường đại, hơn nữa đây chính là tín vật mà cả tám thánh địa và tu chân giới công nhận, lệnh của người đứng đầu. Đương nhiên, khối trong tay Mai Hoa Tiên Tử không phải là cấp cao nhất, mà là ngân bài lệnh cấp 3, được các đệ tử tinh anh sử dụng. Thông Thiên Lệnh của Thông Thiên Cung tổng cộng có 5 cấp, sắt, đồng, bạc, vàng, tử. Cấp sắt là cho đệ tử cấp thấp nhất, đồng là cho đệ tử nội môn, bạc cho những đệ tử tinh anh, vàng cho thánh nữ, tử lệnh là của thánh chủ. Tổng có 5 khối lệnh bài. Là biểu tượng của thân phận, cũng chính là pháp lệnh trong tay.
Năm cấp thông tiên lệnh của thông tiên cung đều là lệnh bài được cửu đại thánh chủ công nhận, lệnh bài xuất hiện, người của tám thánh địa ở trong bí cảnh thiên yêu hành cung đều phải tuân theo. Đương nhiên cũng có thể không phục. Nhưng hậu quả rất khó gánh vác. Điều này thể hiện lợi ích to lớn. Thông tiên cung là thánh địa có lịch sử lâu dài, nắm giữ nguồn tài nguyên bí ẩn và lớn mạnh nhất tu chân giới. Mỗi một lợi ích to lớn đều do thông tiên cung dẫn đầu, nhưng điều kiện là bạn phải nghe theo thông tiên cung, nếu không thì sẽ trừng phạt, lần sau nếu có chuyện lớn gì sẽ trực tiếp đá bạn ra ngoài, không mang theo bạn, để xem làm thế nào. Mai Hoa tiên tử lấy ra thông tiên lệnh đồng nghĩa với việc đại biểu cho thông tiên cung, nếu như Trình Vĩ Khang không biết điều, Mai Hoa tiên tử sẽ đá hắn ta ra khỏi hành trình, thông tiên lệnh trong tay nàng có khả năng sẽ phát ra tác dụng rất lớn. Hơn nữa, Mai Hoa tiên tử sẽ báo lại cho thánh chủ thông tiên cung, toàn bộ vạn linh thánh địa cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này, sắc mặt Trình Vĩ Khang xám xịt, hắn không ngờ mụ đàn bà này lại dùng thông tiên lệnh để áp chế hắn. Hắn vốn đã tức giận, đột nhiên Vĩ Khang nhìn Mai Hoa tiên tử và Lãnh Tiêu Giật ở bên cạnh, trong đầu tính toán được mất. Đầu tiên, hắn phải tính rõ khoản nợ vạn linh pháp trượng với Dương Bách Xuyên, đây là vạn linh thánh mẫu bảo Lãnh Tiêu Giật truyền lời cho hắn. Nếu như thật sự trở mặt với Mai Hoa tiên tử, phải đánh nhau, Trình Vĩ Khang đang nghĩ không biết Lãnh Tiêu Giật có thể đối phó được không. Mà Lãnh Tiêu Giật cho hắn mổ ánh mắt, có thể. Hơn nữa, Trình Vĩ Khang còn có một con bài chưa lật, thập trưởng lão Võ Văn Trạch cũng đã phụng mệnh tiến vào trong Thái Hoang, địa tiên tam chuyển áp chế tu vi để vào khu vực độ kiếp kỳ, nhưng chắc chắn là cũng mạnh nhất, có lẽ rất nhanh nữa thôi. Thập trưởng lão sẽ tìm đến thông qua hơi thở mà hắn để lại. Đến khi đó, cho dù Mai Hoa tiên tử có đá hắn ra khỏi thiên yêu hành cung, có thập trưởng lão Võ Văn Trạch tới rồi, vạn linh thánh địa hắn cũng có thể xông vào thất tinh thiên yêu cung. Thẩm Bạch và hắn cùng một chiến tuyến, Mộc Ngưng Hiên của Thiên Kiếm Sơn và Lưu Giật Trần của Bách Luyện Sơn Trang cũng có ý kết đồng minh, bọn họ rất bất mãn với hành vi thiên vị của Mai Hoa tiên tử dành cho Dương Bách Xuyên, bởi vì nàng ta không công bằng. Nghĩ như vậy, Trình Vĩ Khang lập tức đưa ra quyết định. Hắn nhìn Mai Hoa tiên tử rồi bật cười. Ha ha ha, hay cho một Mai Hoa tiên tử của thông tiên cung, ngươi cho rằng một thông tiên lệnh cấp bạc là có thể đại diện cho cả thông tiên cung sao? Sở dĩ thông tiên cung đứng đầu cửu đại thánh địa, chúng ta đều phục thông tiên cung là bởi vì từ xưa tới nay, thông tiên cung làm việc rất công bằng, chúng ta tôn trọng chính là sự công bằng và quy tắc. Nhưng hôm nay, Mai Hoa tiên tử lại thiên vị một người ngoài, người tự hỏi xem mình đã công bằng chưa. Rõ ràng biết Dương Bách Xuyên đang cầm vạn linh pháp trượng của mẫu thân ra, thậm chí còn lấy cả long lân phù của thần Phù Linh Tông, người vẫn bênh vực hắn ta hết lần này tới lần khác. Bây giờ, Trình Vĩ Khang ta cũng muốn hỏi Mai Hoa tiên tử một câu, trong lòng ngươi, mẫu thân của ta đường đường là nhân vật có cấp bậc thánh chủ thánh địa lại không sánh bằng gã người ngoài kia sao? Cả thần Phù Linh Tông và vạn linh thánh địa, hay là nói Mai Hoa tiên tử không xem thánh chủ thánh địa ra gì. Đừng nói tới việc ngươi chỉ có thông tiên lệnh cấp bạc, cho dù ngươi có thông tiên lệnh cấp vàng thì ta cũng không phục, hôm nay ta nhất định phải giải quyết Dương Bách Xuyên, xem ngươi có thể làm được gì. Trình Vĩ Khang đang nói, bỗng nhiên sát ý dâng lên, giết. Anh ta ra lệnh cho tất cả các đệ tử vạn linh thánh địa hành động, từng người lao về phía Dương Bách Xuyên. Mai Hoa tiên tử bị Trình Vĩ Khang nói trúng tim đen, nàng quả thật không dám đắc tội với thánh chủ, nàng ta vẫn chưa có lá gan to như vậy. Mai Hoa tiên tử cũng hiểu rõ, thánh chủ thông tiên cung sẽ không vì nàng mà làm mất lòng vạn linh thánh chủ. Mà Trình Vĩ Khang không ngừng lôi ra danh nghĩa của vạn linh thánh mẫu, còn lôi kéo theo thần Phù Linh Tông, chụp xuống cái mũ hai đại thánh địa, Mai Hoa tiên tử đúng là không đảm đương nổi. Đúng như Trình Vĩ Khang đã nói. Nàng không thể đại diện cho toàn bộ thông tiên cung bởi vì cấp bậc không đủ cao, nếu hôm nay nàng là thánh nữ của thông tiên cung, cầm trong tay thông tiên lệnh cấp vàng, vậy thì nàng không cần phải đếm xỉa tới Trình Vĩ Khang. Đáng tiếc, nàng không phải. Nhìn Trình Vĩ Khang đang làm khó Dương Bách Xuyên, Mai Hoa tiên tử đột nhiên sững lại. Giúp hay không giúp Dương Bách Xuyên đây? Hiện tại đây chính là vấn đề nan giải với nàng ta. Nếu giúp thì chắc chắn sẽ đắc tội với vạn linh thánh mẫu, đó chính là thánh chủ của một thánh địa, cũng rất có khả năng sẽ mất lòng cả thần Phù Linh Tông, bởi vì trong tay Dương Bách Xuyên đang cầm long lân phù, đó chính là thần phù của thần Phù Linh Tông,
tất nhiên bọn họ sẽ lấy lại từ tay Dương Bách Xuyên, bởi vì cả thần phù Linh Tông chỉ có hai Long Lân phù. Nhưng nếu không giúp thì nàng sẽ mất đi đạo lữ, không có đạo lữ nghịch thiên như hắn ta, nàng sẽ không thông qua khảo nghiệm của Thông Thiên Cung. Hồi lâu, rốt cuộc Mai Hoa Tiên Tử cũng buông tay xuống, nói với các sư muội bên cạnh, chúng ta đi vào cung tiếp theo thôi. Nàng thỏa hiệp. Mai Hoa Tiên Tử suy nghĩ một lúc, cuối cùng đưa ra kết luận trở mặt với hai thánh địa lớn chỉ vì Dương Bách Xuyên thì mất nhiều hơn được. Mặc dù lúc trước Dương Bách Xuyên đã thể hiện tiềm lực to lớn, có thể hủy diệt ba bức tượng đá thiên ưng, khiến Mai Hoa Tiên Tử cho rằng Dương Bách Xuyên có tiềm lực to lớn. Nhưng cũng chỉ nghĩ trong lòng. Dương Bách Xuyên có thể trở thành đạo lữ của nàng ta hay không, hoặc nói cách khác cho dù trở thành đạo lữ của nàng ta, còn phải vượt qua khảo nghiệm của Thông Thiên Cung mới được. Ban đầu Mai Hoa Tiên Tử định lấy công làm tư trợ giúp Dương Bách Xuyên, ý định đạt được thiện cảm của Dương Bách Xuyên, tiến thêm một bước trong kế hoạch đạo lữ. Nhưng không ngờ Trình Vĩ Khang lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. So với một đạo lữ không xác định như Dương Bách Xuyên, tạm thời Mai Hoa Tiên Tử còn chưa thể trêu vào Trình Vĩ Khang, hay nói đúng hơn là Vạn Linh Thánh Mẫu. Cho nên nàng ta tạm đồng ý, dẫn người rời đi, trong lòng lại nghĩ sớm hay muộn Dương Bách Xuyên và Trình Vĩ Khang cũng đánh một trận, hiện tại cũng tốt, hai người bọn họ chém giết, cục diện sẽ càng thêm rõ ràng hơn. Nếu Dương Bách Xuyên thắng, vậy chứng tỏ nàng ta không nhìn lầm, tương lai của Dương Bách Xuyên có tiềm lực lớn. Nếu Dương Bách Xuyên thua, vậy chứng tỏ đã nhìn lầm, cộng thêm không dễ đắc tội với đám đệ tử thánh địa Trình Vĩ Khang. Tạm thời rời đi tránh việc đối đầu với Trình Vĩ Khang, cũng bảo tồn thực lực. Hơn nữa bên của Dương Bách Xuyên cũng không phải một mình, Trường Sinh Điện Mộ Trường Phong không phải ăn chay, Trường Sinh Điện ra tay, chắc chắc Hiên Viên Hoàng Triều Hiên Viên Linh Hề cũng sẽ không đứng nhìn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 102.